Mình đã thu hoạch được khá là nhiều đó, nhưng mà vẫn chưa thu hoạch hết khu này. Rồi tao đi ngủ cái đi đó, đâu thôi mấy em quái em spawn ra đó, bởi vì cái chỗ cây này thì mấy cái block gỗ này thì mấy em có thể spawn ra được ha. Đó thì cái block mấy cái đám gỗ này mình sẽ thu hoạch sau đây, bởi vì đơn giản là chúng ta không có hiệu suất, cây ghi của chúng ta không có đào nhanh đó, cây ghi của chúng ta nó không có cái phù phép là đào nhanh, cho nên là đào nó rất là lâu luôn, từ nãy giờ mà vẫn chưa, nói chung là đào đào từ chiều cho tới tối luôn vẫn không thể nào hết được cái chỗ đó, cho nên là thôi bây giờ mình để tạm thời để cái đó lại đi đó, ta đi trao đổi với mấy em này cái đó. Rồi đó, mình sẽ lấy thật là nhiều, trao đổi thật là nhiều đối với mấy em này để mà ta có thật là nhiều emerald để ta trao đổi cái cuốn sách Mending với cái em dân làng bán làm nghề thủ thư kia. Rồi mình vẫn còn dư 24 cây gậy và chúng ta đã có được hơn một stack ngọc lục bảo, thì sẵn tiện đây ta sẽ đi vào cái chỗ rồi xong bị đói rồi đổi người ta ăn vô thôi chứ chả có gì đâu. Nói thật luôn là em này em bán đồ chua quê luôn á, em bán cuốn sách đúng chua luôn đó. Rồi bây giờ ta sẽ cùng nhau gọi là lấy những cái số sắt này ra đó. Ở đây trong đây còn dư 7 cục nè đó. Ta sẽ lấy những cái số sắt này ra để ta sẵn tiện ta đổi với mấy em này luôn. Ta đổi với mấy em mà làm nghề bán vũ khí, bán công cụ, bán áo giáp rồi các thứ đó. Nói chung là mấy em bán đồ xịn nha. Đó. Đâu rồi, cái em này lại đây. Đó, ta đã có được 2 stack và lẻ 8 cục. Em này có đổi chưa? Em này đã đổi rồi. Em này chưa đổi nè. Rồi hết stack luôn rồi. Thì ta sẽ đi lấy sắt thêm để mà trao đổi với em ấy. Ta nhanh chóng bước vào đây. Đó, ta tìm cái em mà chưa đổi đồ đó. Em này thì chưa reset nghề. Em này hồi nãy lúc nãy nè, cái em lúc nãy nè. Rồi. Chúng ta đã có dư được thêm 20 cục nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi lại đây. Đó. Ta sẽ đổi với em này thì ta cần phải có sách nữa. Hiện tại bây giờ là chúng ta chưa có cái gì nhỉ? Chúng ta vẫn chưa có cái chúng ta vẫn chưa có thể nào làm cái hệ thống mà cho mấy con zombie đánh em này được ha. Đó. Cho nên là bây giờ bắt buộc ta phải cày chay như thế này thôi. Ta đã có cho mình được 3 quyển sửa chữa. Bây giờ thì mình sẽ ép đồ luôn, trao đổi với mấy em dân làng cũng được kinh nghiệm khá khá nè. Đây là có rồi. Đây ta ép cái này vào luôn. Cây này luôn. Đó. Rồi cái cây kia đâu? Cái cây sắt sụ, cái cây cây cũ của chúng ta đâu rồi đây? Cái cây độ mềm mại cũ của chúng ta đây, coi thử là nó sẽ tốn bao nhiêu cấp. Quá quá đắt. Rồi xong, quá đắt rồi đó. Mỗi lần mà tôi nhìn vô cái chữ quá đắt là tôi thấy mệt rồi đó. Đó. Thiệt luôn, nhìn vào cái chữ quá đắt là đúng mệt luôn á, chứ không có gì gọi là khỏe cả. Đó. Rồi bây giờ thì mình mới nghe cái tiếng reset nghề của mấy em này. Ồ, gõ gàng mà. Cái lúc bước ra là nghe tiếng reset nghề của mấy em này là tôi biết là mấy em có hàng rồi. Đó. Rồi. Cảm ơn mấy em rất nhiều nha. Rồi, trong trao đổi sắt với mấy em đó xong thì ta được 21 level rồi ha. Đó. Ta được 21 level rồi, bây giờ mình sẽ ép vào thử coi là lượt hay không. Vẫn là cái câu quá đắt. Tôi không hiểu tại sao lại cái câu là quá đắt. À, hay là do là cái chi phí phải sửa chữa ta. Ok, bây giờ mình sẽ thử đi mua một cái cây cuốc và ta sẽ thử sửa cái cuốc lại xem như thế nào, ta sửa lại sau đó ta sẽ ép cuốn Mending vào thử xem là nó có còn quá đắt nữa hay không. Nếu vẫn tiếp tục quá đắt thì thôi chịu thua. Ơi, ta đã quay trở lại rồi đây. Nhà mình lúc nãy nó hơi ồn cho nên là ta không thể quay được. Để xem thử coi. Vâng. Vẫn quá đắt. Đây. Vẫn quá đắt. Ok. Sửa lại xem nào. Sửa lại nha. Vẫn quá đắt. Không hiểu. Không hiểu, không hiểu, không hiểu. Cái này là tôi không thể nào tôi hiểu được. Ok, hay là do là cho là sao là sao nhỉ? Do là mình kiểu như là mình không đủ cấp ta. Đó. Mỗi lần cái chữ quá đắt nó hiện ra là lúc đó là mình bắt đầu mình nhức đầu rồi bạn. Đó. Mỗi lần cái chữ quá đắt nó hiện ra là mình nhức đầu à. Bây giờ sao bây giờ đơn giản. Nó cứ để là quá đắt. Nó cứ để là quá đắt, quá đắt, quá đắt. Nhưng mà nó không nói là cụ thể là cần bao nhiêu cấp mà nó cứ nói là quá đắt, quá đắt, quá đắt.
À, như các bạn có thể thấy, đó là cái kiếm của mình ở trong series sinh tồn 1.16 đó. Cái kiếm đó nó chỉ cần có 65 cấp thôi là nó đã enchant được cái phù phép đó là gây cháy rồi, gây cháy 2 luôn nha. Thôi, đánh bật lùi, đúng rồi, đánh bật lùi 2, đánh bật lùi 2. Nó chỉ cần 65 cấp thôi. Đó, nhưng mà nó chỉ cần 65 cấp thôi. Nhưng mà ở trong chế độ sinh tồn á, mình farm tới cấp 200. Nhưng mà nó vẫn nói là quá đắt. Cái mình cũng không biết phải xử lý như thế nào. Nhức đầu không? Bạn thấy nhức đầu chứ riêng tôi là tôi nhức đầu dữ lắm luôn đó. Nhức đầu vì cái vụ đó dữ lắm luôn á. Chịu thôi, bây giờ ta sẽ công khai cho mạng là bật cheat lên xíu. Cái này không phải là làm gì đâu. Rồi, re-tip. Ở đây ta có cây cuốc đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thử mình sửa chữa nó lại ở đây nha, đây nha, sửa chữa nó lại bằng một cây như thế này. 65 cấp rồi, ok nha, nhớ kỹ 65 cấp nha. Rồi bây giờ tôi chuyển lại chế độ sinh tồn một cái đó. Tôi chuyển lại chế độ sinh tồn một cái thì nếu như các bạn bật cheat á, các bạn mà bật cheat lên rồi, bật cheat lên ở trong cái thế giới của bạn á, thì khi các bạn bấm thoát ra như này nè, mọi thứ xung quanh nó vẫn hoạt động bình thường nha. Đây như con zombie nè, á con ngựa nó không hề đứng yên nha, nó vẫn di chuyển bình thường. Đó. Thì để tránh thì để kiểu như là thoát thì muốn các bạn muốn kiểu như không có cái tình trạng này thì các bạn dễ thôi. Thoát ra vào lại. Thoát ra vào lại. Rồi, xong rồi đó. Rồi, mọi thứ đã như cũ ha, con ngựa đứng yên nè, nó không còn di chuyển nữa. Đó. Rồi nha. Như đã nói, nhớ kỹ. Nhớ kỹ nha, 65 cấp nha. 65 cấp để sửa chữa cây cuốc này. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên kia, mình farm. Mình đi lên trên đó mình farm nhá. Ok, được chưa? Thì đầu tiên ta cần phải đi mua thêm một cái cây kiếm đâu được, cây kiếm mình nó cũng gần hư rồi. Hả? Cây kiếm mình nó cũng gần hư rồi, bây giờ ta sẽ đi ra đây ta mua cho mình một cây kiếm mới được. Đây rồi. Không không không, không phải. Đây rồi, anh một mắt. Đây là anh chàng một mắt của chúng ta, một cây kiếm nè. Ai cái này nhập lại trong không cái này quét cảnh 2 rồi. Rồi ok, đã đủ. Chúng ta đã đủ cái quét cảnh 2, quét cảnh 3 luôn rồi đó ha. Hả? Rồi đi ra ngoài. Đi ngoài thôi, rồi đó. Thì bây giờ thì mình sẽ đi lên trên kia mình farm một ít kinh nghiệm các bạn. Mình đi lên trên tuốt lúa trên kia kìa, mình trên cái máy farm quái của mình farm một ít kinh nghiệm cho bản thân. Đó, để mà ta sửa lại cây cuốc của mình mới được chứ không để nào mà để nó như vậy được. Ta không thể nào mà để cây cuốc của mình nó như vậy được chưa? Bởi vì cây cuốc đó nó cũng khá là ngon đó chứ không phải là cùi đâu. Quét cạnh 2. Quét cạnh 2. Rồi chỉ cần thêm một cái quét cảnh 3 đó được rồi. Đó, ta sẽ lấy theo cái đè này luôn, lên trên đó luôn. Farm xong mình ép vô luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên đó ha, thôi ngủ cái ở đâu? Khỏi ngủ đâu. Lên cho nó quái ra nhiều bạn, cho quái nó nhiều. Bây giờ là ban đêm, quái nó xuất hiện nhiều lắm. Đó, tỷ lệ quái nó spawn ra rất nhiều. Đó, cho nên là ở trên cái máy farm quái mình nó hoạt động cũng trơn tru hơn. Hoạt động quái nó, cái máy farm mình nó cũng sinh ra nhiều quái hơn cho nên là ta sẽ đi trong đêm luôn. Rồi. Mình đã quay trở lại rồi đấy. Thật sự farm kinh nghiệm tới level 65 là một cực hình đối với cái máy farm này. Cái máy farm này á nó cho kinh nghiệm không được nhiều các bạn. Cái máy farm này các bạn chỉ sử dụng để mà kiếm nguyên liệu như là xương rồi thịt thối rồi thuốc súng á, thì rất là ok nha. Nhưng mà còn riêng cái việc mà farm kinh nghiệm á, thì là không được nha bạn. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là nó không bằng cái farm Enderman. Cái farm Enderman nó gọi là cho kinh nghiệm gấp gấp 3, gấp 4, thậm chí là gấp 10 lần cái máy farm này. Đó. Này bán gì đây? Ồ, bán xương rồng mà. Ồ, có bán cây xương rồng nè. Rồi, chào bà đi. Thì trong lúc gọi là mình farm quái thì chúng ta thì mình cũng đã nhận ra một điều như vậy, đó là vào buổi tối cái máy farm mình nó hoạt động không, cái máy farm này của mình nó hoạt động không được suôn sẻ lắm. Buổi tối thì là cái buổi mà gọi là nhiều, là cái thời điểm thích hợp để cho quái nó spawn ra, nhưng mà mình chả thấy con quái nào spawn xuất hiện ở trên cái máy đó cả. Thì cái lúc mà kiểu như nhìn xuống dưới đây á, mình mới thấy là rồi hiểu rồi, bởi vì ở đây, ở dưới đây không được sáng lắm, ở dưới đây quá tối cho nên là thành ra là nó đã xuất hiện quái đó. Nó xuất hiện ở dưới, quái ở chỗ này nè, quái ở khu vực ở phía dưới đây nè, nó xuất hiện quá nhiều cho nên thành ra là nó ảnh hưởng tới cái máy farm mình, cho nên là mình đã cắm đuốc một ở đây một đống luôn đó, để ngăn cản cái việc quái nó spawn ra nhiều đó.
Bây giờ thì mấy em quái chỉ còn spawn vòng vòng ở trong ngoài này thôi. Đó, không thể nào spawn ở trong đó được đâu. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ cần phải gọi là sao nhỉ? Cần phải thắp sáng nhiều hơn nữa. Đó, và có thể là mình sẽ làm một cái hàng rào để bao quanh cái chỗ đó luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi sửa lại cái cây cuốc của mình. Ok. Đâu để ta xem thử nào. Sửa chữa. Để nghe, bây giờ mà để vào nghe, bây giờ mà sửa cây cuốc này mà nó nói câu là quá đắt rồi thôi tao lại luôn. Ông nội mày. Thằng quỷ. The hell? Rồi hiểu rồi bạn ơi, hiểu rồi. Cái này có thể là do mình sửa quá nhiều bạn. Có thể là do cây cuốc này mình sửa đi sửa lại, sửa đi sửa lại bằng cách là mình ép nhiều cây cuốc vào. Đó. Có nghĩa là gì nè, cây cuốc này đúng không? Đó, cây cuốc này gần hư, cái mình đi mua cây cuốc khác mình ép vào đó. Có thể là vì lý do là mình sửa cây cuốc này sửa đi sửa lại nhiều quá. Cho nên bây giờ hay là nó cần nhiều cái là tích trữ bạn đó. Mỗi lần sửa cây cuốc này lại là chúng ta sẽ phải tốn thêm một lượng kinh nghiệm nữa. Đó. Chính vì sửa quá nhiều cho nên thành ra là nó kiểu như là nó không còn được như ban đầu nữa bạn. Đó. Rồi. Hiểu. Bụp. Xóa đi. Xóa đi cho gọn. Xóa đi cho gọn mà. Mệt quá. Phiền phức. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi mua một cái cuốn sách mềm mại mới. Ok, ta sẽ đi mua một cuốn sách mềm mại mới. Đó, để mà ta ép vào, chứ ta không cần tới cái này nữa. Đó. Rồi, cây cuốc này đúng không? Bye bye em, cút. Không cần em nữa. Không có cần em nữa. Em quá vô dụng. Em làm tôi mất quá nhiều thời gian. Em làm tôi mất quá nhiều thời gian cho em rồi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi mua một cuốn mình sẽ lấy ra những viên ngọc lục. Không, mình sẽ lấy cuốn sách đi. Sẽ in trên sách đi. Đó. Sẵn tiện là ta in trên sách luôn. Ta đi in trên cái cuốn sách này xem nữa có gì hay ho hay không. Rồi lại thiếu đá, lại thiếu lưu ly rồi. Ta phải lấy ngọc lục bảo ra để mua lưu ly mới được. Cái gì mà nó tùm lum tùm la hết vậy này trời ơi. Nhiều thứ quá nha. Trời tối luôn kìa. Hôm nay là ngày 266 rồi. Đó. Farm quái đúng lâu luôn. Lên cấp 65 đúng lâu. Trời ơi. Thiệt tình chứ. Cái cây cuốc này ha, nó hành hạ mình hơi bị nhiều nha. Trời ơi, farm lên cấp 6 lâu. Lên cấp 65 lâu muốn chết luôn. Nhưng mà cuối cùng ha, vẫn không sửa được. Lại luôn. Quỳ lại luôn. Rồi các em bán giáp của tôi đâu rồi? Ở đây hả? Em trốn kỹ quá ha. Em trốn cực kỳ kỹ luôn á. Rồi bây giờ ta sẽ cần phải gọi là mua cho mình cái gì nhỉ? Cái cuốc này là có sửa chữa nè. Trời ơi. Bị mấy em này bị cây cuốc hành hạ giết ngáo luôn các bạn ơi. Tôi vô đây tôi mua lưu ly mà cuối cùng tôi không mua lưu ly đâu, tôi mua gì đâu không bị hành hạ giết ngáo luôn rồi. Rồi thu hoạch mía luôn đó. Thì trong lúc farm có mở rộng cái ruộng mía của mình ra một xíu đó. Đó, mình mở rộng nó ra nè. Đó, các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy nó rộng ra một xíu ha. Còn bạn nào không để ý kỹ thì là thôi có gì đó, không để ý kỹ thì thôi, có cũng chả có gì hết, chả có chết chấp ai cả. Rồi, mấy em quá đó là làm phiền tôi nữa rồi, thôi tôi ngủ này cho mấy em chết luôn. Mệt mỏi quá mọi người ơi. Hôm nay làm le, hôm nay làm video không được hay một chút nào. Chúng ta có bảo vệ một, bảo vệ hai. Đâu xem thử là chúng ta có cái bảo vệ, cái nón mình có cái bảo vệ hai, mình sẽ lấy cái bảo vệ hai. Đây, đó. Cái nón là cái mũ là cái nón đó mọi người. À, sắc bén nè. Sức mạnh 4, sắc bén. Rồi mình sẽ lấy sức mạnh, mình sẽ lấy sắc bén. Chứ mình không lấy sức mạnh ha. Sức mạnh là của cây cung. Trời đúng cái sức mạnh luôn. Chúng ta có bảo vệ 3 đâu, để xem thử coi. Bảo vệ 4, bảo vệ 3, bảo vệ 3, bảo vệ 2. Mấy cái áo cái quần thì không cần ha, mấy cái áo cái quần thì chúng ta trao đổi với mấy em dân làng cũng có hết rồi, không cần. Quá khác đi. Hai lò chân đốt bật đùi đấm bật đùi, trời cái gì vậy? Rồi ta sẽ phải đi xóa một số cái phù phép rồi. Ăn vô một cái coi. Ăn vô. Bây giờ mình sẽ ép vào cái kiếm của mình cái
Rồi cái sắc bén rồi, cái sắc bén của tôi đâu? Đây cái sắc bén của tôi đây nha. À nhận được. Nó tốn tổng cộng là 6 cấp. Rồi. Ở đây chúng ta có bảo vệ đánh lực lượng ngũ sức, sức mạnh 4. Sức mạnh 4 cần đó. Kể đi, không cần đâu, không cần, không cần. Không cần ha. Bởi vì cái sức mạnh 4 đó chúng ta có thể tìm thấy được ở trong những cái cung, cái cung rớt ra nhìn từ những em skeleton á. Cho nên là không cần phải lo về cái việc đó. À, sao còn ra cái gì không thế này? Cho tôi một cái gì đó nó gọi là xịn sò hơn một chút đi. Tại sao lại lo, tại sao lại cho lòng trung thành chứ? Hồ hắc. Cái thế giới này làm gì quái quỷ gì có biển mà để mà hồ hắc. Rồi mình thử mình xóa cây cuốc đó coi. Mình xóa một cây cuốc rồi sau đó mình sẽ ép vào xem thử là nó có cái gì không. Đó. Sao mà đồ vô dụng thế này? Đồ đạc sao mà dở thế này? Hiệu sức 4. Oh my god. Thoải mái quá đi. Thật là thoải mái. Thoải mái thật sự luôn. Cây cuốc kia đâu? Lấy cây cuốc đó ra luôn mọi người ạ. Lấy cây cuốc đó ra luôn. Đây cây cuốc gần hư nè, đó ta sẽ lấy ra luôn. Hả? Okay. Hiệu sức 4 nữa. Độ mềm mại chậm hỏng 3. Hiệu sức 4. Wow. Wow. Cái gì đây? Thật là vui quá đi. Amazing, good job. Rồi bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ xem thử là chúng ta có những, có tổng cộng là bao nhiêu cây cuốc nha. Để xem nào, chúng ta có tổng cộng là, sao mà chật chỗ thế này. Chúng ta có tổng cộng là 6 cây cuốc. Và đây là có một cây cuốc lẻ đây. Đây là 7 cấp nè. Đây là 19 cấp, vậy thì ta sẽ lấy 7 cấp thôi. Đây chúng ta có hiệu sức 5. Hư cái đè luôn. À, hư cái đè luôn. Đó. Kệ, không sao. Hư ta làm cái khác có gì đâu. Đúng không? Đó. Bụp. Đâu rồi? Cái đè của tôi đâu? Đây, chúng ta có cái đè rồi. Dạ. Bong. Đó. Đây có chậm hỏng 1, chậm hỏng 1 mà thôi. Ở đây chỉ mới có hiệu sức 3 thôi chứ chả có cái gì gọi là đặc biệt cả. Cái này nhất là cái này. Đây, cái này là cái đặc biệt nhất. Hiệu sức 5. Chậm hỏng 3. Nhiệt độ mềm mại. Vâng. Bây giờ thì mình sẽ cần phải gọi là làm sao nhỉ? Mình cần mình chỉ cần ép cho cái này thêm cái sửa chữa nữa là coi như là ngon luôn á. Bây giờ thì chắc có thể là mình ép hai cái này lại đi ta. Mình ép hai cái này lại nhau cũng được á nhỉ. Này 21 level, này 6 level. Rồi nghe, chúng ta đã có được một cái cuốc siêu xịn. Và chúng ta đã cần, và bây giờ mình cần phải nâng cấp hai cái cây này lên nè. Đó. Mình dự định giờ sẽ xài 4 cây luôn nha, 4 cây luôn. Và mình cần nâng cấp hai cây này lên. Đó. Nâng cấp hai cây này lên, chậm hóng 3 thôi. Chỉ cần nâng lên chậm hóng 3 thôi cũng được đó. Đó. Sau đó ta sẽ sửa nó lại bằng kinh nghiệm. Chứ sửa bằng cuốc kim cương thì nó chua chát quá, nó không có chua chát quá, nó sửa không có được nhiều lắm. Ở đây ta có sức mạnh, ai cần sức mạnh đâu chứ. Hai lôi chân bốt, sắc bén bảo vệ, cái giống ôn gì vậy trời ơi, tuyệt tình luôn, còn cái gì đâu không à. Rồi bây giờ thì mình phải cố gắng làm thế nào đó để mà gọi là ta sẽ có được những cái, để mà ta có được những, để mà ta làm nâng cấp hai cái cuốc kia lên mới được. À, chứ bây giờ nó có chậm hỏng 1 à. Nó chỉ có chậm hỏng 1 thôi thì nó khá là cùi á, nó đào không được lâu đâu. Đảm bảo luôn, đào không lâu. Đào không được lâu một chút nào luôn á. Hay là bây giờ mình phải cho một con. Ê. À, trời bị ợ đó. Hay là bây giờ mình phải cho, hay là bây giờ mình cho tụi dân làng sáng nè. Mình đang có dự định là làm một cái máy farm dân làng đây. Thì cái máy farm dân làng này là của trên BE, tức là điện thoại mọi người, tức là điện thoại á, của một anh YouTuber bên nước ngoài. Nhưng mà mình nghĩ là có thể là mình sẽ gọi là làm ở trên đây luôn đi. Mình có thử làm luôn rồi, mình có thử thực hiện ở trên đây luôn rồi nha, thực hiện trên PC luôn, nhưng mà thực hiện trên PC đàng hoàng luôn rồi, và nó thành công. Ok, thành công. Đây, bây giờ mình sẽ mua thêm một cuốn nữa để mà gọi là
để mà gọi là nâng cấp cho em dân làng đó lên lên level được đó. Bây giờ mình sẽ thử mình nâng cấp em dân làng lên nha. Đó. Em dân làng này chưa nâng cấp lên nè. Đó. Bây giờ mình sẽ thử mình nâng cấp cho các em dân làng này lên. Đó. Nâng cấp level cho các em dân làng nè, lên thử rồi em có bán cuốn sách trầm hổng không? Nếu như mà em có bán cuốn sách trầm hổng thì thực sự rất là khỏe luôn á. Em có bán em mà có bán cuốn sách trầm hổng là coi như là mình không cần phải khổ sở đi vào cái bàn enchant đó để mà tìm kiếm, dò đầu bứt tóc để mà tìm kiếm ha. Đâu rồi em, đâu rồi, tôi có giấy cho em nè. Rồi hay lắm, em đã lên cấp rồi. Lên cấp đi, lên cấp đi, lên cấp đi, đúng rồi. Nani? Hại thêm ma. Không được ngon cho lắm nhỉ. Thôi, tao mua cuốn này. Ở tao sẽ mua cái cuốn đó ha. Nói chung là em này đổi đồ cũng khá là chua chát. Cũng không có thua gì cái em Mendin kia hết. Cái em Mendin kia đổi đồ khá là rất là chua. Nhưng mà em đó thì cũng không có gì gọi là ấy. Bây giờ thì mình cần phải gọi là nâng cấp cái con này lên thử coi, coi thử là cho cái con đó lên cấp rồi coi thử cho con đó lên cấp coi thử là nó có bán cuốn sách trầm hổng cho chúng ta hay không. Rồi bây giờ mình phân dần quá bạn ơi, mình không biết làm cái gì luôn á, bây giờ gói bời hết trơn luôn rồi. À, bị cây cuốc nó hành hạ, bị cây cuốc nó hành hạ tới nỗi giờ ngáo luôn rồi bạn, hết biết đường mòn. Bây giờ ta sẽ đỡ đổi cái này ra đi, sao đổi những cái khúc gỗ này ra. Trời ơi, cái gì vậy nè, còn đang thiếu than mà định đi nung than mà tại sao lại đổi đổi đồ ra rồi, xong ngáo rồi bạn ơi, ngáo rồi thiệt luôn, từ sáng tới giờ là ngáo luôn rồi. Trời ơi, farm quá giật tới giờ, từ sáng giờ ngáo luôn rồi, thiệt luôn ngáo rồi bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ đổi đồ với cái mấy con này đi. Ok, mình sẽ đổi đồ với mấy con này. Ok, đổi đồ với mấy con mà mua que này nè, để mà chúng ta kiếm nhiều ngọc lục bảo thêm nữa đó, đó, đó nhiều ngọc lục bảo thêm để mà chúng ta đổi với cái em mà Medin đấy. Còn thì em lên cấp rồi em sẽ bán, em lên cấp rồi em sẽ bán cuốn sách gì đặc biệt hay không. Ok rồi, lên cấp đi em ơi, lên cấp đi, lên cấp đi, đúng rồi, nhả khói đồ lên vô hạn. Wow, vô hạn. Oh my god, 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 vô hạn kìa mọi người, nó đang giảm giá luôn đó, nó đang giảm giá luôn kìa, nó có chỉ có 6 ngọc lục bảo thôi. Ta nhanh chóng đi lại đây, ta nhanh chóng đi lại đây đó. Ui không, không đủ rồi, không đủ rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, không thể nào, chết rồi, không đủ rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, giấy đâu, giấy đâu, tại sao lại không đủ. Ok, đủ rồi, đủ rồi, yes, đủ rồi mọi người à, đủ rồi. Yes, vô hạn. Yes, vô hạn. Nhân tiện đây cho em lên cấp luôn, hay lắm. Rồi anh đã phải bỏ ra rất nhiều ngọc lục bảo để mà anh cho em lên cấp đấy nhá. Em lên cấp em bán gì ngon ngon coi. Nhữ à, quá đẹp heo nhữ. Rồi thử cái này coi. Rồi lên cấp đi em. Em phải lên cấp đi. Em phải lên cấp cho anh. Em phải lên cấp cho anh. Lá bàn à. Đợi heo cái gì vậy, mày bán giúp ôm gì cái con quỷ này hả, tao giỡn mặt với mày đó à. Rồi lên cấp nữa đi nha, rồi lên cấp đi. Nem tác à, rồi xong nó hết rồi bạn ơi, nó lên tới tận bậc thầy rồi. Bậc thầy là hết rồi bạn, bậc thầy là tối đa đó, không còn nữa đâu. Rồi xong, ok, nó không bán cuốn sách trầm hổng rồi. Ok, nhưng mà bù lại thì nó bán cho mình một cái cuốn sách vô hạn và một ít kinh nghiệm. Bây giờ ta sẽ, đây rồi, ta có cái cung, mình sẽ thử mình ép vào đây coi nè. 19 cấp rồi, cũng được, cũng được thôi. Sửa chữa nè. Hiện tại giờ là cái bộ đồ mình nó chưa có sửa chữa, giờ mình sẽ ép vào hai cái món đồ mà đang bị thương nặng nhất của mình, chính là cái nón và cái giày. Cái giày không đủ cấp rồi mà, thôi ta cất đi, thôi cất đi bạn ơi, chịu thôi, biết sao giờ. Rồi bây giờ thì mình sẽ cất những cái món đồ này vào đi đó, đường rồi đồng đèn này kia nọ nè đó. Đây cái cung lấy ra bảy giày đó, dây nè đó. Rồi bây giờ thì ta sẽ gọi là gì vậy, rồi mình sẽ đi farm đá thôi bạn ơi, chứ
từ đầu video tới giờ là cũng lẩm nhảm hơi bị nhiều luôn rồi đó, lẩm nhảm đúng nhiều luôn chứ không phải là ít đâu đó. Bây giờ mình sẽ farm gọi là cho nó tất cả những cây cốt ở đây nó chỉ còn một cái chấm đỏ nha bạn đó. Tất cả những cây cốt đây chỉ còn duy nhất một cái chấm đỏ thôi đó, cho nên là đó, rồi sau đó mình sẽ gọi là đi sửa nó lại. Bởi vì tất cả những cái cốt này đều đã có sửa chữa hết trơn rồi đây, như bạn thấy nè, sửa chữa hết trơn rồi đó. Ấy sửa chữa à, chúng ta sẽ sửa chữa nó bằng cách là kinh nghiệm các bạn, bằng kinh nghiệm nè đó, hoặc là xuống dưới tận địa ngục đi đào thạch anh đó. Đào thạch anh là sửa nó cũng khá là nhanh đó, mình nghe nói gì thôi chứ mình cũng biết đúng rồi đó. Rồi bây giờ thì ta sẽ tiếp tục cái công việc đó là đào bới để mà tiếp tục xây kim tự tháp. Trời ơi hành hạ quá. Rồi ok, xong rồi nhá. Rồi bốn cây cuốc cây nào cũng chấm đỏ hết luôn rồi đó. Rồi bây giờ thì nói chung á, cái lúc mà kiểu như là farm đá đó, farm chưa được 4 cây đâu, mới có 2 cây à, 2 cây với lại cái cây này độ bền nó giảm được một nửa rồi. Cây này nè, đây cây nè, cây này thì nó giảm độ bền được một nửa rồi á. Thì mình kiểu như mà là mới vào mình kiểm tra thì mình thấy là có những cái cục đá nó bị rơi ra ngoài. Thì mình lúc này mình mới phát hiện á, lúc này kiểu như mà mình mới ngộ ra đó, chứ là nhiều quá chứa không hết, cho nên thành ra là mình mới mình lấy ra thì mình ráp thành những cái đá này. Nó ráp xong rồi ta vào ta farm tí, ta mình farm nữa đó. Mình farm thì mình cứ việc farm cái cây này thì đồ bền á, lúc nãy cái lúc mà ấy đó, là lúc mà mình đang farm á là cái đồ bền giảm một nửa phải không. Mình dầm kiểm tra thì mình thấy là cái gương nó bị đầy rồi đó, thì mình đi vào đây và mình lấy những cục đá này ra mình ráp lại đó. Ráp nó xong thì mình tiếp tục mình farm bình thường thôi đó, chứ không có gì đâu. Đó, để đây mấy ông nói tôi ăn gian rồi ha. Đây thì cái máy farm này lâu lâu nó có những cái cục đá cuội ha đó. Thì chỉ là cái tỷ lệ nhỏ thôi, cái tỷ lệ này chỉ là cái tỷ lệ nhỏ thôi. Lâu lâu thì kiểu như là cái máy nó theo không kịp các bạn đó. Nghĩa là cái tốc độ máy á, cái kiểu như là cái tốc độ lava mà nó chạm dưới nước á, kiểu như là nó theo không kịp á, nó theo nó không bắt kịp cái tốc độ đào của mình, cho nên nó xuất hiện mấy cục đá cuội nha, cũng chẳng có gì đâu đó. À, rồi bây giờ chúng ta đã có được tổng cộng cho mình là hơn hai rương, nhưng mà mình vẫn sẽ tiếp tục farm thêm mà đó, mình vẫn sẽ tiếp tục farm thêm thôi đó. Và bây giờ thì nói chung là trời còn nói chung là bây giờ mới chín được, mới có 9:27 đúng không? Rồi mình sẽ farm tới 12:30 đi. Ở đâu? Đó, bây giờ thì mình sẽ đi gọi là sao nhà mình xem thử coi là mấy em dân làng có cái gì không. Đúng rồi, bảy rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đây xem thử coi. Đó. Ủa tôi tính đi vào đây tôi làm gì tôi quên tiêu luôn vậy. Mình quên luôn rồi. Đó, mình quên luôn rồi. À, đúng rồi. Mình sẽ gọi là xem thử coi là cái em dân làng này em lên cấp tối đa thì em sẽ bán cuốn sách gì cho mình ha. Như em mà bán cuốn sách trăm hổng ba là quá ngon quá. Thiệt. Bây giờ ta phải thu hoạch tiếp. Ta sẽ thu hoạch tiếp bản thân mình. Đó. Rồi. Thì mình sẽ không làm cái máy hâm mía đâu các bạn ơi. Bây giờ đơn giản mình thấy là làm cái máy hâm mía cái năng suất cũng vậy. Đó. Làm cái máy hâm mía là thì có thể trong tương lai thì mình có thể làm đó, nhưng mà theo như mình thấy á, làm hay không làm nó như nhau nha. Bây giờ bây đơn giản á, nhưng mà mình làm cái thăm mía thì nó được thì nó đỡ một cái mà nó không cần phải đi farm đó, mà nó sẽ tự động nó farm thì mình, nó tự động nó farm thì mình okay. Còn nếu mình không làm thì mình phải thu hoạch bằng tay đó. Nhưng mà cái tốc độ phát triển nha, cái tốc độ phát triển của cái việc mà trồng mía bên ngoài như là cái làm cái máy farm mía mà như bạn thấy trong phiên bản trong cái Minecraft sinh tồn 1.16, Minecraft sinh tồn phiên bản 1.16 mình đó, tốc độ nó cũng như nhau. Đó là hai cái mía, đó là cây mía nó vẫn 100, cây mía nó vẫn 100 GB mà. Đó. Còn nếu như mà muốn có nhiều mía thì ta phải làm với một cái diện tích rất là lớn cơ, đó. Lớn kìa. Đó. Đó là ta sẽ sử dụng những cái piston, những cái piston kiểu như là sao ta chỉ nó trên không như vậy, nó nằm trên không rồi đúng không? Ở cái cây mía nó mọc lên tầm 2 ô đi đúng không? Mọc lên tầm 2 ô đi đúng không? Mình bật cái piston cái, mình bật cái piston cái nó chạy 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 một hàng dài, nó chạy quanh nó xong cái chạy ngược lại vậy đó 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 đó. Mình có thể chơi theo kiểu thì cái kiểu đó thì chúng ta sẽ có nhiều mía hơn á. Nhưng mà làm cái đó thì nó rất là phức tạp, mà cái gì mà phức tạp quá thì mình không thích, cho nên là
thôi đó. Nếu như mà kiểu như là mà thì như bạn nói biết rồi, cái gì mà phức tạp quá thì mình không thích. Mà nếu như không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách là sử dụng cái cách phức tạp đó thôi á, thì mình bắt buộc phải làm đó. Còn nếu như còn nhiều cách khác thì mình không ngu dại gì đâu mà mình đi chơi, mình lựa chọn cái cách phức tạp đó mình làm. Ok đó, đó là lý do ha. Rồi bây giờ ta sẽ thu hoạch những cái trái biến đổi này đó. Rồi có thể là mình sẽ dời nó ra ngoài đây đi đó. Ta sẽ có một cái hàng trồng bí ngô nho nhỏ ở đây đó. Rồi rồi đào ra đi đó, đào ra với mày đó. Rồi tao lấy cho mình một xô nước ở đây đó, lấy một xô nước ở đây rồi tao đổ lên đây, có thể là nó chạy đi tới đâu. Chạy đi tới đó hả? Ở cái đào cái đại đi, đào cái đại đi, cái gì đào đấy, cho tầm 14 không á. Bây giờ cái sẻng của chúng ta là có hiệu sức, tức là có đào nhanh đó. Cái sẻng của chúng ta có phù phép là đào nhanh 4, cho nên hình ra là mình không lo ha. Đào rất là nhanh luôn, đào rất là nhanh luôn đó. Thật ra thì đào nhanh là hiệu sức đó mọi người, đào nhanh là hiệu sức đó. Bây giờ đơn giản nếu như mà ha, là cái cây cái điều nè, cái điều á mà phù phép là hiệu sức đúng không, mà mình gọi là đào nhanh nó không đúng, phải là chặt nhanh thì đúng hơn đó. Nhưng mà thôi chạy để mình cứ gọi là đào nhanh đi ha. Đó và cái rồi mình sẽ làm cho mình là một cây kéo, sẽ lấy ra hai cục sắt. Câu rồi hai cục sắt, ủa sao tự nhiên cái tay đau vậy ta, sao tự nhiên cái tay đau vậy nè, rồi sao tự nhiên cái tay đau vậy, tay của mình đó bạn, đau không, cái này là đau ngoài đời nha, đau bên ngoài giống như là đau trong game nha, sao mà tự nhiên cái tay đau như thế này. Rồi ta sẽ gọc ra, nó gọc như thế này thì nó sẽ được nhiều cái hạt bí ngô hơn các bạn. Nó sao là đau tay như thế nhỉ? Có sự nhiên cái tay mình đau các bạn ơi. Kiểu như là nó đau mà theo kiểu như là nó thấu xương xương á, cái xương kiểu như nó đau mà cái đau theo kiểu mà giống như là cái xương nó bị nhức các bạn rồi. Tay mình đi gì trời? Đây đừng làm tôi sợ nghe. Đừng làm tôi sợ gì trời. Thôi cái này không vui à, để cái này không vui nha, cái này không vui chút nào luôn á. Rồi. Đau đau cái này nó không vui chút nào luôn đó. Rồi, giờ mình sẽ đào ra như thế này. Đó. Chúng ta có cái máy farm bí ngô nữa ha, nhưng mà bây giờ mình là biết tôi làm đó, chứ là mình cũng biết cách làm đó, để không biết ngày mai đi, ngày mai thức dậy mình sẽ có xem trên YouTube nữa là người ta làm như thế nào mình sẽ làm như thế đó. Ok còn sót cái nào không? Rồi, không không rồi, không không tối rồi, có cái mới luôn này, có quả bí ngô mới luôn rồi, ta đập ra bốn cây này á, bốn cây này chắc mình bỏ luôn đi, đâu cần nó đập. Ok rồi đào ra đây rồi đúng không, làm ở đây luôn, có xong tiền làm ở đây luôn mọi người. Rồi ta đặt xuống đây thì có thể nha, có thể là mình phải đi sửa lại thôi bạn, mình sẽ phải đi sửa đồ đó. Sửa những cái cuốc này của mình lại, sửa lại, sửa bằng kinh nghiệm, bởi vì tất cả đi có bị tất cả những cái cuốc mình đều còn đã có sửa chữa dần rồi đó, chỉ cần đi lấy kinh nghiệm đó thôi là ta có sửa được đồ ha, cố gắng farm một xíu thôi đó. Có thể ta sửa đồ nhanh nhất là chỉ có máy, muốn sửa đồ nhanh nhất là chỉ có cái máy farm Enderman, nhưng ngoài ra không có cách nào nhé. Ok rồi ta sẽ đi đổi đồ với em nhà, với em dân làng rồi. Mình sẽ đi đổi đồ với em dân làng thủ thư đây. Em ấy vẫn chưa lên cấp. Lỡ bằng cái này thì nó sẽ lên cấp nhiều hơn mà. Bằng cuốn sách nha. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm như thế nào đó cho nó lên cấp mau chứ đi. Cái kim cương tự tháp chúng ta kìa. Nó thui cho mình luôn. Nó thui cho mình luôn. Ok. Rồi thì mình sẽ bây giờ mới có 9 giờ. Ok đi, mình sẽ tắt game bạn, mình sẽ tắt game mình. Đi ngủ. Sáng mai mình chơi tiếp. Mai hôm nay là ngày nhiêu? 274 không? Rồi. Gần tới ngày 300 rồi. Gần tới ngày 300 rồi. Cố lên. Rồi thôi game. Bye bye, hẹn gặp lại vào ngày mai. Rồi, mình đã quay trở lại rồi đây các bạn ơi. Vâng, rồi, không nói nhiều, vào ngay vào luôn. Rồi, hiện tại bây giờ mình đang rất bực bội, tức tối, khó chịu, bế tắc và mệt mỏi bạn. Bởi vì đơn giản là chúng ta không có đủ cái lượng kinh nghiệm để mà farm. Đấy, thì mình không vô nha, từ sáng tới giờ luôn, mình mới thức dậy luôn nha. Đây, mình mới thức dậy luôn. Thật ra là mình không ngủ được nguyên đêm vì lý do là mình mê chơi mà. Mình không ngủ được nguyên đêm là lý do mê chơi thì chả có gì hết đó. Rồi đây đó, thì mình chưa vào game nha đó, đây là thì nguyên một ngày nay, cái ngày hôm nay nha, là mình mới vào game luôn, mình mới vào game luôn. Không, đúng rồi, là có vào nhưng mà là ở trong một thế giới khác. Ok, ở trong một thế giới khác đó. Còn cái thế giới này là mình mới vào luôn rồi đó. Hiện tại bây giờ là ta đang có tổng cộng là 3 món đồ, không, 4 món đồ đúng, 4 món đồ bị hư đó. 4 món đồ đang bị hư một cách trầm trọng và ta cần sửa nó gấp đó. Nhưng mà muốn sửa nó thì kể cần rất là nhiều kinh nghiệm, và tất nhiên là cái máy farm quái đó không thể nào mà đáp ứng đủ được rồi đó. Cái máy farm quái đó của chúng ta không thể nào mà đáp ứng đủ được nhu cầu mà sửa đồ của chúng ta đó. Vì vậy là mình quyết định sẽ làm một cái máy farm vàng. Trời ơi, sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng anh ấy cũng chịu làm máy, sau bao ngàn chị ta, sau bao ngày tháng hứa hẹn cuối cùng thì anh ấy cũng đã chịu làm máy farm vàng rồi đó. Thì
để cần là thì cái máy phông vàng đó thì mình sẽ gần như là mình không có quay đâu, cái quá trình mà mình làm đó thì mình sẽ không quay, bởi vì đơn giản là cái máy đó thứ nhất là mình xây của người ta nhưng mà là mình xây của mình đó, của người ta chứ không phải của mình, cho nên là mình cũng không có cần thiết để mà quay làm cái gì hết. Đó, ta tất cho ta để cái kéo này vào đi đó. Đó, thì nói chung là có cái đó là của người ta cho nên là mình cũng không cần thiết để mà quay ha. Đó, thì cái cách xây thì mình sẽ để dưới phần mô tả vậy thôi à. Đó. Bây giờ ta sẽ vào địa ngục một chuyến. Ê, mới vào đây để mà múc lava. Đó, để mà ta làm gì nhỉ? À, ta có lava để mà mình làm cái tại sao lại còn sót cái này? Đó. Thì như bạn thấy chỗ này mà nó đập ra nè. Đó. Như tập trước mà video trước mình đã trong lúc mà video trước không mình trong lúc mà kiểu như là farm đá thì cái chỗ này là cái chỗ này lúc trước á là mình lót đá cuội đó, các bạn nào mà xem mấy cái video trước biết đúng không, chỗ này mình lót đá cuội nè đó, đó là như chỗ đó, đó mình đắp đá cuội đó để làm gì, để ăn cắp vàng, để ăn cắp vàng đúng không, ăn cắp vàng để cho người ta đừng có thấy, để cho người ta thấy người ta kéo nhau lại người ta quýnh mình chết đó, ăn cắp vàng có phải chuyên nghiệp vậy đó đúng không đó. Rồi có một anh em demand đây. Đó, lại đây anh. Em đang cần viên ngọc của anh. Anh đâu rồi? Where are you? Cái kiếm của mình nó chỉ mới có quét cạnh thôi mọi người ạ. Hay lắm. À mà không, nó còn có sắc bén ba trong đó nữa. Không rơi bất kỳ một viên ngọc nào luôn à. Rồi bây giờ không đi thiên nữa, mình sẽ đi lấy tổng cộng là 10 cái xô lava đó. Thì bây giờ mình có 3 xô, mình lấy từ từ đi, mình lấy từ từ lên trển, mình múc và mình đổ vô để mà mình nói chung là hay lấy hạt nhân thạch đó mọi người đó, lấy hạt nhân thạch thôi chứ chả có làm gì đâu đó. Ta sẽ lấy cho mình tổng cộng là hết 10 cục hạt gì hạt nhân thạch để mà làm gì, để mà ta đi lên nóc, ta đi lên nóc của địa ngục đó, là đi lên nóc của địa ngục, sau đó ta sẽ làm cái cánh cổng còn quay về chứ đúng không. À, đây mà còn làm cái cánh cổng nó mà quay về chứ ta đâu thế nào mà ta lên trển này ta trển được luôn không, đi lên trển rồi ở trển là lấy gì sống đó, nó là như thế đấy. Rồi bây giờ thì ta sẽ đây mình sẽ đào cái chỗ này ra. Tại sao có sẵn mà lại không dùng, what the hell. Ở đây ta có 10 32 rồi 4 6 đây rồi 1 hai đây rồi ba đó. Rồi bây giờ mình sẽ múc thêm tổng cộng là 7 xô nữa, đúng rồi 7 xô nữa để mà đổ vào cái hồ này mà ta lấy nước ta đổ lên để mà chúng ta có được hạt nhân thạch ha. Skeleton full giáp xích hả, giáp xích nè, giỡn mặt với tôi hả em muốn cái gì đây. Creeper. Rồi, Reaper nè, Reaper. Ôi, chết, 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 chết. Nè, nè, Reaper. Trời ơi, sao không vậy? Mù mắt. Ôi, nè, Reaper hả? Rồi, trúng rồi nha, đó. Sau bao nhiêu lần bắn hụt thì cuối cùng anh ấy cũng đã bắn trúng. Rồi, nó sẽ đổ ra. À, đó. Bụp. Ở đây. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận, đây là lava đó, tức là nham thạch đó, lava tức là nham thạch tức là lava đó. Tại sao màn hình lại sáng lên thế này, ta phải chỉnh cho nó tối màu lại một chút đó, như vậy để tránh tình trạng là bị cận thị, đúng rồi đó, để tránh tình trạng kiểu như là bị mờ mắt ha. Đó, các thứ. Rồi ta múc cho mình một xô nước đi đó. Rồi ta đi qua bên đây rồi đổ lên. Rồi chúng ta đã có được tổng cộng là không biết là bao nhiêu cục nữa. Bụp. Mình sẽ cắm nút ở đây ra một xíu ha. Đó. Rồi chúng ta cần tổng cộng là 6 cây đuốc đó, theo như tác giả của theo như người mà hướng dẫn đó thì họ nói là chúng ta cần tới tận 6 cây đuốc nữa cơ. Không biết là cái này vẫn còn đủ đủ sức chịu đựng để cho chúng ta đào không nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình đào nha, còn không đủ sức chịu đựng thì thôi, còn nếu như mà không đủ sức chịu đựng thì mình sẽ
lên trên kia và ta sẽ gọi là farm kinh nghiệm một ít thôi để sửa lại một xíu, sửa lại một xíu xíu thôi để mà ta đào chứ chả có gì đâu. Đập ra đập ra, vừa nổi không đây. Rồi cây cuốc này vẫn còn trụ nổi nha, đó rất là tốt luôn. Bây giờ thì mình sẽ gọi là chuẩn bị nguyên liệu để mà đi làm mấy hộp vàng. Thì đầu tiên ta cần phải sửa cây cuốc là một cái đã, đó. Sửa là một chút thôi, không cần phải sửa nhiều đâu. Còn ta lấy cái này ra đi, đó. Thì theo như chủ thiết kế bảo rằng là ta sẽ bỏ cái này nhờ đi. À, cục đất luôn nè, à, không lấy cục đất hay chứ để mà ta lắp lại cái hố bỏ trống trơn vậy nhìn xấu quá à. Đó. Đó. Theo như chủ thiết kế thì chúng ta tổng cộng gì ta, chúng ta cần có tổng cộng là 73 stack, 73 stack lẻ 25 cục của cái khối magma đây. 72 stack lẻ 25 cục, nghe mọi người. Đó, chúng ta đếm thôi coi, ở đây là 6, cái hàng ngang này là 9, 9 nhân 6, 9 nhân 6 à, à đâu là 6 nhân 7 là 42, 6, 8, 4, 8, 6, 9, 5, 4, 6, 9 là 50, vậy là nguyên cái gương này chỉ mới có 56 stack thôi, yeah, vậy, 54 stack thôi mọi người à, chỉ mới có 54 stack thôi. Đó, các bạn thấy cái độ kinh khủng đó chứ. Đó. Đó. Rồi bây giờ thì ta sẽ lấy những cái đồi ra để cất ngược lên trên đây đi. Đó, ta sẽ cất ngược trên đây. Đó. Cái này thì ta không có cần đến. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ phải đi sửa lại một chút thôi. Sửa lại một chút thôi rồi sau đó mình sẽ đi đào những cái khối mắc ma cho nó nhiều, thiệt là nhiều. Đó, để mà ta còn phải, để mà ta còn có cái để mà để xây máy farm nữa chứ. Đó. Rồi mình sẽ lấy theo sắt nha mọi người. Đó, bây giờ chúng ta cần tới tận chúng ta cần tới tổng cộng là 20 cái sao, 24 cái sao mỏ lần. Cho nên là mình sẽ lấy theo khối sắt. Mình sẽ lấy theo khối sắt thay vì là những cái thỏi sắt. Đó, để cho nó gọn thôi bạn. Đó, lấy theo khối sắt thứ nhất là nhiều, thứ hai là nó gọn. Đó vậy thôi. Rồi ta đã sửa cái cuốc của mình lại và nó gần hết hư luôn nè mọi người. Đó, các bạn thấy ghê không? À, ban đầu thì mình cứ dự định là mình sửa tầm một nửa thôi rồi mình sẽ đi xuống. Nhưng mà không ngờ là từ cái lúc mà mình gọi là sao nào, mình cắm đuốc ở phía dưới á, mình cắm đuốc ở phía dưới chân của cái máy này nè cho nó sáng thật là nhiều lên. Đó, để mà kiểu như là tăng tỷ lệ spawn quái á thì nó spawn nhiều hơn bình thường các bạn. Nó spawn nhiều hơn bình thường. Nhưng mà thôi kệ đi. Nhưng mà thôi kệ đi. Cái máy dù sao thì cái máy farm này vẫn không cung cấp đủ kinh nghiệm cho chúng ta bạn. Đó. Cái máy farm này vẫn không cung cấp đủ kinh nghiệm cho chúng ta. Đó. À, thì cái máy farm vàng á, thì nó sẽ chủ yếu như là nó cho chúng ta lên level nhanh hơn á, và nó cũng cho chúng ta nhiều vàng hơn nữa, nhiều vàng hơn á. À, nó cũng cho chúng ta vàng nữa á. Thì vàng thì chúng ta có thể dùng để làm táo vàng á, á. Hoặc là trao đổi những con bít linh, lấy những cái đồ linh ta lên tinh chơi vậy thôi á, gì cũng được á. Rồi à, rồi lấy vàng nữa mà gọi là tao làm netherite nữa, đúng rồi đó, tao làm netherite nữa để mà còn ép đồ nữa, đúng không đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới địa ngục, mình dùng cây cuốc này để mà mình tìm kiếm cái gì nhỉ, mình tìm kiếm mình lấy thật là nhiều các bạn, mình lấy thật là nhiều cái gì nhỉ cái mắc ba block. Ờ đúng rồi, cái mắc ma block nè đó, để mà chúng ta có ca, để mà chúng ta thực hiện cái công việc xem máy phàm vàng. Mình đã quay trở lại rồi đây và sau một hồi tìm kiếm thì mình đã tìm kiếm được rất là nhiều luôn. Đây ta đầy hết một rương này rồi, giờ ta đã có tổng cộng là 56 stack, 56 stack rồi ha. Đó, 56 stack rồi, trong khi đó chúng ta cần tới 73 stack mà còn lẻ 25 cục trong đó nữa. Đó, tức là phải đầy thêm đây nè, đầy ở đây, nó đầy ở đây nè, rồi lẻ thêm một stack ở dưới đây rồi lẻ 25 cục đây nè. Đó, theo như mình nhớ không lầm nha. Đó, theo như mình nhớ không lầm là vậy. Đó, và ta cũng đã hết thức ăn luôn rồi, hiện tại bây giờ mình đang đun cho thức ăn đây, đun hơi tay lên để mà ăn nha. Đó, rồi và cây cuốc của chúng ta nó không chịu nổi nhiệt. Đó, không chịu nổi nhiệt và bây giờ thì nó chỉ còn 47 độ bền thôi. Giờ ta phải đi sửa nó lại. Ôi trời ơi. Đó. Dạ nói thiệt nha là tìm kiếm ba cái này không hề dễ một chút nào luôn nha. Đó, dễ thì cũng không phải dễ mà khó cũng không phải khó. Dễ là dễ chỗ nào? Dễ cái chỗ á.
đó là thứ nhất á, là nó ở gần những cái sông dung nham đó. Nói chung á là những cái khói này là nó xuất hiện ở gần những cái hồ hoặc là những nói chung là hồ hoặc là dòng sông dung nham đó thì nó xuất hiện rất là nhiều đó. Nhưng đó cũng chính là cái khó, bởi vì nó xuất hiện ở gần dòng sông dung nham cho nên là chúng ta không biết được rằng á là có dung nham ở gần hay không đó. Ví dụ như á ở gần đây đúng không, nó xuất hiện ở gần cái một cái dòng sông, cái dòng sông dung nham rất là to nhưng mà nó xuất hiện gần kế một bên nè, nó cách tầm khoảng 10 lóc đi, 10 lóc đi đó, thì cái đó có thể thoải mái mà đào. Còn nếu như mà nó nằm sát luôn, nó nằm sát luôn thì chúng ta phải canh đó, chúng ta phải canh đó, chúng ta phải canh là chúng ta phải đào ở đâu và chúng ta phải bỏ ở đâu đó này kia nọ các kiểu rất là phiền đó. Và trong lúc đào thì mình cũng có bị mất đâu tầm khoảng đâu vài chục cục á, mình cũng bị mất tầm khoảng vài chục cục chứ không phải là ít đâu đó. Mất nhiều lắm bởi vì lava đốt á chứ không phải là do mình vứt bừa hay là gì đâu đó. Lava nó đốt và chúng ta đã bị mất cũng khá là nhiều chứ không là ít đâu. Ôi, trời ơi ngày mấy rồi, ngày 280 à, gì cũng được chứ mà tiêu hao ngày một xíu ha, và vẫn không đủ, nhiêu đó vẫn không đủ, bấy nhiêu mắt mai đó vẫn không đủ, chúng ta cần phải đi tìm kiếm thêm nữa. Ôi trời ơi bây giờ chúng ta phải đi sửa lại cái cuốc này cho mình để mà mình đi tiếp tục đi công việc tìm kiếm được, sửa lại cái cuốc này rồi sau đó chúng ta phải tiếp tục cái công việc tìm kiếm à, cho nó đủ cái số lượng để mà chúng ta thực hiện vào bắt tay vào cái thực hiện và cái công việc làm máy farm mới được. Ôi trời ơi làm một cái máy farm chuẩn bị nguyên liệu thôi mà nó khó khăn đến mức độ như vậy nè à, đồng thời ta cũng phải sửa cái đôi giày này luôn. Sửa đôi giày đó thì có thể là mình sẽ phải đi xuống mình tìm cách như thế nào đó là ta ép cái cuốn sách mình đi vào mới được đúng không, ta đâu thể nào mà ta để nó như thế này được đúng không. Cái đôi giày của chúng ta nó gần hỏng rồi, cái đôi giày này mình đã rất là cực khổ để mà in ra cho được luôn á, bảo vệ 4 nè và trầm hỏng 3 đó, không phải ít đâu nha, nói chung là ép cũng hơi bị nhiều kinh nghiệm luôn á. Cho nên bây giờ là mình sẽ ưu tiên mình sửa cái cây này trước, không thì mình sẽ sửa hai cái này luôn, hai sửa hai cái luôn nha đó, chứ không phải một cái nữa. Rồi bây giờ ta phải phải pha, ta sẽ phải farm cấp một xíu đó. Mình cũng không nhớ là cái đôi giày này chúng ta nó cần tới bao nhiêu cấp nữa. Thôi thì ta cứ việc farm cho tới tầm khoảng level 30 gì đó đi. Rồi mình sẽ farm vào tới khoảng 30 level đi rồi ta sẽ đi xuống. Ta sẽ đi xuống và ta ép cái dòng sửa chữa vào cái đôi giày của chúng ta để mà chúng ta có cho chúng ta sửa nó lại. Ta đã farm cho mình được 30 level. À, thằng tiện có mấy em đói đây luôn nè. Đó, em quái. Em quái. Nói chung là thiếu ngủ biết là bị ngáo đá luôn rồi. Thiếu ngủ nhiều quá biết bị tưng tưng ngáo ngáo luôn rồi. Rồi giờ ta sẽ nhanh chóng ta phải đi xuống mà được. Ta nhanh chóng ta đi xuống, nhanh lên nhanh lên, trời tối rồi kìa. Xuống 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 xuống, nhanh lên nhanh lên. Đó. Rồi ok, ok. Đó 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 đó. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào trong nhà. Cái đó không về được, cái đó. Kệ đi, cứ gọi cái đó là cái nhà đi. Ờ tao đi vào nhà với chúng ta để mà tao ép rồi ta. Ta sẽ ép đồ, không phải ta sẽ ép cái dòng sửa chữa, ta sẽ ép cái dòng sửa chữa cho cái đôi giày của chúng ta mới được. Ờ em nhỏ này. Em nhỏ này đi ra. Đi ra, đi ra. Đi ra. Cái cua cái đôi giày của tôi là nó cái đôi giày của tôi là nó gần hư rồi, em mà đánh cái nữa hư cái. Em mà đánh một phát hư một cái là tôi ghét em dữ lắm luôn á. À, hóa ra nó chỉ tốn chứ có 9 cấp nè. Trời ơi, vậy mà tôi đi farm tới tận 30 luôn. Rồi, giờ ngủ cái đi, mấy em quái làm ghê quá. Quá ghê. Rồi, tao mặc cái này vào. À, nhân tiện đó thì rồi. Đây, nhân tiện lúc mà đi khám phá phía trong địa ngục thì ta cũng đã hoàn thành xong cái trong vô tình thôi, mình cũng không muốn làm cái tiến trình nhỏ nha, mình cũng chẳng muốn làm cái tiến trình này đâu. Bởi vì thứ nhất là nó rất là mất thời gian, thứ hai nữa là nó rất là khó, nó rất là khó, mình cũng không thể nào mà mình làm hết được. Đó. Đây địa điểm du lịch nóng hổi, đó, khám phá tất cả quần xã đây đờ, nói chung là vô tình thôi. Vô tình thì chúng ta có một cái thế giới đẹp, tất cả những cái biome ở trong địa ngục đó, nó tập trung lại một chỗ một thôi. Nó nói chung là
nói chung là nó có nhiều bay ôm, nó nhiều bay ôm, tất cả những cái bay ôm đó đều ở gần nhau hết, thì mình gọi là đi thôi, đi vào, cứ việc đi vào để mà tìm mắt mai thì vô tận hoàn thành thôi, chứ chả có gì đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên đây ra sửa đồ đạc lại, xin tôi sửa đồ lại rồi một cái, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục đi tìm cái mắt ma các bạn ơi. Rồi mệt lắm rồi đó, mình đã sửa đồ đạc xong hết rồi đó. Mình đã sửa đồ đạc xong hết rồi đó. Thì bây giờ thì đây như bạn thấy cái quần đã xong, cái cuốc cũng đã xong, tất cả đều đã sửa xong hết rồi đó. Bây giờ thì vẫn phải tiếp tục cái công cuộc, đó là cái công cuộc tìm kiếm cái việc mắt mập block, đúng rồi, công cuộc tìm kiếm cái mắt mập block thôi, chứ nếu như mà chúng ta không tìm kiếm đủ số lượng thì nó sẽ rất là phiền đó. Về cái phần mà những cái hopper thì không sao đó, hopper rồi cái mỏ này cái nọ đó thì mình sẽ mang theo khối sắt ha đó. Bây giờ đơn giản khối sắt là nó rất là nhiều đó, chỉ cần chúng ta đem lên đó hay là chúng ta cần mang theo cái bàn chế tạo thôi đó. Nên là mình sẽ lấy ra đó, còn mình sẽ ráp những cái này thành khối đó. Ráp là thành khối xong rồi chỉ cần đi xuống dưới đó hay là chỉ cần đi lên trên cái nóc gì, cái nóc của địa ngục á, là mình sẽ gọi là đổi ra, đổi cái khối sắt ra sắt, rồi sau đó ta sẽ gọi là đây nè, đây nó tới lúc mà đi vô địa ngục mà mình đổi ra mình chế tạo thôi chứ chả có gì hết. Rồi ok, đâu để xem nào, mình nghĩ là 55 khối là đủ rồi đó. Đây thì chúng ta cần một cái đường dây nè đó, rồi một cái tấm thủy tinh đó, theo như mình nhớ nha, một cái thôi, nhưng mà cái này là mỗi lần chế tạo nó tới tận ha, mỗi lần chế tạo là nó tới tận 16 cái lận. Rồi tôi cất vào đây đó. Rồi với lại mình cũng không nhớ rõ là có cần bao nhiêu, cần tổng cộng là bao nhiêu cái mắt ma nữa, bây giờ mình phải thoát ra mình xem lại cái đây, mình xem lại cái mới được. Rồi ok các bạn ơi, đúng rồi ha, đúng rồi đó. Thì chúng ta đây. Tại cái gương này đầy hết đúng không? Rồi xong một chuyện đó, giờ thì mình chỉ cần đầy hết cái đống này đó, đầy hết hàng này, còn thêm 64 cục ở đây, lẻ 25 cục đây nữa là coi như xong rồi. Bây giờ thì chúng ta cần tới len để mà làm thảm mà. Ở đây mình có thảm luôn, là mình có một ít số thảm, rồi. Ok, đâu để xem thử coi là mình bị thiếu thiếu chỉ rồi, mình cần chỉ đâu mà mình làm len mà. Ta cần tới là tổng cộng là có em nhận rồi kìa, ta cần bảy cái tấm thảm, còn mình đã có 3 rồi đó, giờ thì ta chỉ cần thêm 4 cái nữa thôi là coi như xong. Bây giờ thì muốn có tơ nhện này cũng dễ lắm, mình chỉ cần đi lên trên cái máy farm mình lấy là được rồi, nhưng mà thôi mình lười lắm bạn ơi, mỗi lần leo lên là xuống rồi nó đúng lâu là biến cực kỳ luôn. Ok, sao tự nhiên mình cảm thấy nó hơi bị buồn ngủ nha, cái mình cảm thấy hơi bị buồn ngủ, chắc là mình tắt game đi bạn ơi, mình đi gọi là nghỉ ngơi một xíu, sau đó mình sẽ quay trở lại và quay tiếp ha. Ok, đâu để xem thử coi là có còn con nhện không, đây mình sẽ đi săn một vài em nhện để mà ta có thể có cái chỉ để mà làm len được đó. Hiện tại giờ mình đã có 2 rồi, giờ mình cần thêm 2 nữa là coi như xong rồi. Có cái tơ nhện rồi, rồi ta sẽ nhặt cái tơ nhện này đó, đây đó, 2 cái len nha. Bập, cái gì vậy, tại sao không cho 4 cái mà nó cho 3 cái, là thế là cái quái quỷ nào vậy, khổ thân luôn vậy, trời ơi. Vậy là phải leo lên đó làm thêm một chuyến nữa rồi đó hả, đùa nhau à. Thôi mình nghĩ là mình sẽ ngưng một chút đi bạn ơi, mình tự nhiên mình cảm thấy là mình buồn ngủ thôi chứ cái gì cho trời. Thôi thôi game cái nha, rồi hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình kiểu như là mình hết buồn ngủ, sau đó mình quay trở lại hả, hết buồn ngủ mình quay trở lại thôi chứ không có gì đâu, mình đâu quay trở lại rồi này. Thì sao cái lúc mà kiểu như là
Thì tối hôm nay, tối hôm qua bạn, đây tối hôm qua. Tối hôm qua là kiểu như là mình nó mê chơi bạn, mình coi kiểu như là mình mê chơi á. Mình thức khuya ghê lắm, mình thức khuya ghê lắm mình thật á. Tí cũng không hà, nói chung là mình thức khuya khá là ghê đó. Mình thêm được cái là mình thức khuya thì mình cũng có hai cái tập nữa, nhưng mà mình thức khuya đó nha. Mà lâu quá đó, kiểu như tầm 5 phút hay 10 phút gì đó á. Mà mình vẫn còn thức á, mà mình vẫn còn thức. Mình chưa chìm về giấc ngủ được đó, thì mình sẽ có cái thật đó là mình lấy cái điện thoại mình bấm. Lấy cái thằng mình có thật là mình sẽ lấy cái điện thoại mình lên YouTube mình xem thôi, chứ mình cháu gì đâu. Ở giờ cái hậu quả cho ngày hôm nay chính là mới có 9 giờ thôi đó, là mình đã có cảm giác buồn ngủ và mình tắt game và mình chạy đi ngủ một cái. Và mình ngủ tổng cộng được 4 tiếng, đúng rồi, từ 9 giờ tới 10 giờ. Cái lúc mà mình thức là nó tầm 1:49 rồi, tầm 1:40 mấy hoặc là 1:50 mấy phút rồi đó. Cho nên là hay là cũng gần được nói chung gần được 5 tiếng ha. Đó, hiểu không? Từ 9 giờ tới 10 giờ, 9 giờ tới 10 giờ là 1 tiếng, 10 giờ đến 11 giờ là 2 tiếng, 11 giờ đến 12 giờ là 3 tiếng, 12 giờ đến 1 giờ là 4 tiếng. Nói chung là gần 5 tiếng hồn nha, ngủ được gần 5 tiếng hồn. Rồi. Bây giờ thì vô luôn. Từ sáng giờ mới được ăn mà. Không phải là mình bị bỏ đói hay là cái gì đâu, không phải, mà là kiểu như là sáng các bạn, sáng thì kiểu như là sáng thì mình chưa có ăn. Nói chung là buổi sáng là buổi quan trọng, nhưng mà mình biết luôn nha, mình biết buổi sáng là buổi quan trọng, nhưng mà mình không ăn. Bởi vì giờ nó là mình nếu như mà từng ngày nha, từng ngày mà không quay video á, là một là mê chơi tới là chơi cái gì chơi đó, bấm điện thoại các bạn, bấm tới giờ trưa ăn cơm trưa luôn, chứ không còn ăn cơm sáng nữa đó. Thì ghi ngày hôm nay thì không có mê chơi đó, không chỉ quay video thôi, quay video mà thật ra quay video này cũng chơi game thì có gì đâu không. Thì cũng có quay video, đây là thì đây là quay video đó. Quay xong thì tới tầm 9 giờ thì lúc đó là chuẩn bị dọn cơm rồi, nhà mình chuẩn bị bắt đầu dọn cơm rồi, mà mình buồn ngủ, mình lật nhau mình ngủ luôn hả. Ngủ tới giờ là 2 giờ chiều đúng không bạn, mới ăn cơm xong được cái sọt rồi. Thì cái lúc mà kiểu như mà mình thức mới thức dậy các bạn, mình đã xem lại cái nguyên liệu rồi hả, mình đã xem lại cái nguyên liệu của chúng ta, coi thử là chúng ta đã đầy đủ hay chưa. Đó, thì mình xem lại thì nói chung là cũng gần đầy đủ rồi bạn. Đó, bây giờ thì mình chỉ cần lắp đầy chỗ này và thêm một stack ở đây và lẻ 25 cục đây nữa là xong. Đó, giờ mình sẽ đi vào trong cái địa ngục để mà ta thu hoạch cho nó đầy đủ luôn. Cái gì đây, một hiện tượng lạ, một công trình lạ, một cái kết cấu lạ, một kiến trúc lạ. Đây là một cái lâu đài của cái tụi Chư Bắt Giới, đúng rồi, lâu đài của Chư Bắt Giới nha. Đây là lâu đài của Chư Bắt Giới. Không ngờ là mình vô tình mình thấy được cái này luôn. Đó. Đâu ta vào đây ta xem thử coi có cái gì trong đây không. Đó. Cái này rộng lắm. Cái này nó rộng dữ lắm, cho nên thành ra là ta không thể nào mà gọi là đi vào một cách dễ dàng được. Đó. Đâu rồi, đường lên đâu rồi? Tại sao lại không có? Bự quá nó cũng khổ nữa. Thiệt tình chứ, xây cho bự vô. Rồi bây giờ tôi kiếm đường lên muốn chết luôn, không thấy đâu hết á. Rồi xong rồi, thôi đi. Đâu ta lưu lại tọa độ ở đây một cái. 1, 1, 2, 3. Âm 339. Rồi 1, 2, 3, âm 339 nha. Rồi có gì trong video á mình edit thì mình sẽ xem lại. Hiện tại giờ là chạy đi, ta không cần quan tâm tới cái này nữa. Bước cái này ra đi. Mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là đi tìm những cái khóa mắc ma này. Đó. Để mà ta còn làm trong lá tham vàng nữa. Chứ mất thời gian, chứ nó thật đó là mất thời gian cho lắm luôn rồi. Mình đã quay trở lại rồi đây, và chúng ta đã đủ đồ rồi. Đó, thậm chí là dư luôn nha, dư luôn, không còn đủ nữa. Đó. Đi đó, thì đây là sắt nè, đó, rồi đường ray, rồi tấm kính, rồi các thứ đây, đó thì nói chung á, sắt thì chúng ta sẽ sử dụng để mà làm hopper thôi, chứ chả có gì cả. Bây giờ chúng ta đã có tổng cộng là 8 cái rồi, thì mình sẽ làm thêm tầm vài cái nữa đi.
đó không, mình sẽ làm cho nó đủ tầm 22 cái và còn thêm vài cái gương nữa để mà chúng ta chứa đồ chứ đúng không đó. Và mình cũng sẽ làm cho một cái, làm cho cái máy phong vàng này một cái thiết bị lọc đồ luôn đó, để ta có thể thoải mái, nói chung là để ta không có bị sao nhỉ, để cho mình gọi là thoải mái trong cái việc đó là ta sẽ trong cái việc mà sắp xếp đồ đó, đó. Chứ để không thì nó phiền rất lắm không, có những cái không dùng tới thì cái máy, có những cái mà không dùng tới thì mình sẽ làm ngay một cái máy tiêu hủy đồ kế bên luôn đó, để mà tiêu hủy những cái đồ không cần thiết đó. Đó chính là kiếm, kiếm vàng thì ta không dùng để làm gì cả, cho nên như là mình sẽ làm thẳng cho mình một cái chỗ để mà tiêu hủy đồ ngay kế bên cái máy lọc đồ luôn đó, chứ không có gì cả. Rồi ăn vô để coi. Rồi bây giờ mình sẽ, rồi ta sẽ đổi ra gỗ, không đúng rồi, ta đổi rồi gỗ, đổi rồi gỗ, rồi ta sẽ làm cho mình đây, đây, đổi hết luôn đi, hả, tổng cộng là có 25 cái nha. Bây giờ thì mình đã có tấu 8 cái hopper rồi, đây chúng ta đã có tới 8 cái hopper, thì bây giờ mình sẽ làm cho nó đủ, đủ 22 cái rồi đủ nha. Chúng ta còn dư tổng cộng là 11 cái gương đó. Ok, đây mình sẽ lấy ra thêm sắt đi đó, để mà ta ráp lại thành khối đó. Để mà làm gì kiểu như là đem theo các bạn, đem theo sắt để mà kiểu là có chế tạo gì chế tạo cái đấy á. Rồi đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên trên đó để lấy tơ nhện để mà làm len, để mà chúng ta làm cái thảm. Chúng ta chưa có xa chứ, chúng ta có 6 cái tấm thảm mà không đủ dùng đâu. Ok, đây tơ nhện đâu rồi, đây tơ nhện đây rồi nha. Đó, ta chỉ cần lấy như đấy như đó thôi được rồi ha. Và mình sẽ cần phải đi farm với em Salam mới được đó, chúng ta phải cần phải đi kiếm Salam đây để mà làm gì, để mà ta làm những cái khối Salam như thế này đó, ta đặt ở phía dưới cái nền của cái bedrock đó, ta đặt ở phía dưới kiểu như là mình có lỡ mình sảy chân, mình có bị té đi chẳng hạn đó đúng không, thì mình vẫn còn sống để mà mình leo lên chứ đúng không, chứ không để té xuống cái chết thì mất công đi lại từ đầu nó mệt lắm không. Và mỗi lần đi lên nóc Ender là chúng ta phải có ngọc Ender nha. Đó, không có ngọc Ender đi lên không được nha. Đó, cho nên là mình phải gì ra gọi là chuẩn bị hết cho tất cả những tình huống xấu nhất đó. Ô bắn xuyên người luôn mà vẫn không chết, hay ho dễ sợ luôn á. Sao rồi đây mấy em, đúng rồi anh đang cần mấy em nè. Đó rồi, bây giờ mình sẽ farm cái tụi này một ít đó, để mà ta có cái để mà ta làm những cái khối slum block để mà chúng ta dùng đó. Ta đã farm xong được một ít slum, bây giờ mình sẽ ráp lại những thành cái này, như mấy cái này là một cái khối đó. Thì đâu để xem nào, là ta còn cái khối nào nữa hay không. Không có rồi, tại sao lại như thế nhỉ. Ở đây chúng ta vẫn còn một ít đây đó, chúng ta sẽ lấy ra chế tạo thành những cái khối slum nhiều nhất có thể để mà gọi là lót cái sàn á, bởi vì đơn giản là cái sàn đó nó khá là to nha đó. Nói chung là mình lót cứ lót cái to lại đi nó, để tránh trường hợp đó là mình bị chết một cách oan uổng đó, để chết một cách lãng xẹt thì nó kỳ lắm đó. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch cái đống mé này à, đúng rồi, và mình còn phải làm cho mình một cái chân lạnh nữa. Chúng ta còn phải tìm cho, chúng ta cần phải có cho mình được một cái phù phép đó là chân lạnh không, tức là đi ra băng đó, đi ra băng hay là chân lạnh hay là cái gì đó, chân lạnh đi, chân lạnh để mà làm gì, để mà ta có thể đi trên được những cái khối magma block không. Khi mỗi lần mà được chúng ta đứng lên cái khối magma block đó là chúng ta sẽ bị mất máu, nó cứ tạch và nghe khó chịu lắm đó, cho nên bây giờ là mình phải gọi là sao ta, mình sẽ phải mua cho mình một cái đôi giày khác. Không, người ta xóa cái phù phép cho nó đi để mà ta có thể gọi là ta xóa cái phù phép đó đi để mà ta có, để mà ta đi enchant lại. Ok đó, mình sẽ làm cho mình những cái cuốn sách này đi đó, để mà tao trao đổi với em dân làng trong kia đó. Và hy vọng là em ấy có cuốn chân lạnh nha đó, còn nếu không có thì mình bắt buộc phải mua thôi, mình phải mua một cái mà mua một cái gì ra coi, mình phải mua một cái
một cái đôi giày, sau đó mình xóa cái phù phép bỏ, rồi sau đó ta sẽ đi vào cái bảng engine của chúng ta thôi đó. Đó, nếu như mà không được thì chúng ta chỉ còn cách đó ha, không có cách nào khác cả. Rồi xong phen, các em này không có xuống sách đó là cái gì, chân lạnh rồi đó, chân lạnh rồi ha. Đó, chỉ cần chúng ta đầy cái thanh này nữa thôi là em ấy lên level ấy luôn rồi, em ấy lên level bậc thầy rồi đó. Mà level bậc thầy chỉ còn bán cái nem tác thôi đó. Level bậc thầy là chỉ bán cái nem tác thôi, ngoài cái nem tác ra chả bán cái gì nữa cả, bán nem tác. Với lại nếu như mà hên hên thì có thể là có một cuốn sách phù phép khác đó. Rồi ta sẽ mua cho mình một cái đôi giày khác đó, để mình đi vào đây đi. Ok, chắc thế là mình sẽ đi ngủ. Khoan khoan, để ta cho bò ăn một cái. Mấy em bò bị bỏ đói cũng hơi nhiều ngày rồi đó. Đây rồi, ta vứt cái này vào đi. Sao mà chật chỗ thế không biết. Rồi cái này đi, bày bày lấy đốt lại. Ta vứt cái này vào. Đồ ăn thì giữ lại, xóa phù phép con này ra. Ta cho mấy em bò ăn rồi sẵn tiện đó ta kiếm kinh nghiệm từ mấy em bò này luôn. Rồi mấy em bò đó trả cho chúng ta được kinh nghiệm bao nhiêu cả, rồi bây giờ mình bắt buộc là phải trao đổi với mấy em dân làng thôi hả. Mình sẽ trao đổi với mấy em dân làng bán que đó, để mà kiểu như là ta có lên thẳng level 30 luôn đó, để xem thử là chúng ta có được cái phù phép chân lạnh hay không. Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định không cần cái chân lạnh nữa, không cần chân lạnh nữa bạn, kệ bà luôn. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc đó là xây một cái máy farm vàng. Ok đó, và cái máy farm này mình sẽ để cách xây máy farm này mình sẽ để dưới phần mô tả đó. Bây giờ đơn giản là nó là của người ta chứ mình xây lại của người ta, chứ không phải là mình xây của mình, cái không phải là do thiết kế của mình đó. Cho nên là các bạn cứ việc nhấp nhấp xuống phần phía dưới link mô tả dưới video đó thì các bạn sẽ biết cách xây ha. Rồi sẽ hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình xây xong. Rồi mình xin chào bạn nha, mình đã quay trở lại rồi đây đó. Thì thật sự nha, cái máy farm vàng này á, nói thật với bạn luôn, nó xây xây cái máy farm vàng này còn khó hơn là xây cái máy pha xây cái kim tự tháp đó của mình đó bạn. Ô, bởi vì đơn giản á, là bởi vì chúng ta là phải sử dụng, chúng ta phải cái để xây cái máy farm vàng này á, chúng ta phải sử dụng cái magma block đó. Chúng ta phải sử dụng cái magma block đó. Chính vì sử dụng cái magma block đó là chúng ta cần phải có cái chân lạnh đó. Nhưng mà mình lại không có cái phù phép chân lạnh, cho nên nó là trời ơi, tôi nói thiệt chứ, chỗ đè ship nè, đè đè cái nút ngồi xuống đó, muốn gãy ngón tay luôn, thiệt mỗi ngón tay dữ lắm luôn bạn. Giờ rồi trong lúc mà xây bạn, mấy cái con gát nó spawn ra, trời ơi, nó bắn nó phá tùm lum hết trơn các bạn ơi đó. Và thứ hai nó xây xây cái đó là xây ở một độ cao rất là cao bạn đó, xây một độ cao rất là cao đó, cho nên là mình cứ bị sợ té không bạn. Lúc nãy mình đang xây bạn, lúc nãy mình đang xây nha, tự nhiên cúp điện mà. Cúp điện ngang xương đó. Cúp điện mà phải gọi là một cách là gì ta, cúp điện một cách thật là bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác thì bất ngờ bạn, nó tự nhiên cứ bị cúp điện à đó. Thì như bạn lúc nãy bạn thấy đó, là mình nói rằng là mình sẽ xây xây nhưng mà mình sẽ xây cái máy farm vàng đó, nhưng với điều kiện là chuyển sang chế độ yên bình. Thì và vâng, khi mà chuyển sang chế độ yên bình thì con zombie ở đây của chúng ta nó mất tiêu luôn rồi. Ok, mất tiêu luôn rồi. Rồi vậy là chúng ta bây giờ thì mình cần phải đưa cái con zombie đó quay trở lại bạn, mình phải kiếm một con zombie khác bạn đó. Giờ mình sẽ lấy sẵn tiện đi, chúng ta đã có thêm tên luôn rồi, mình sẽ đặt tên cho một con cho con zombie mặc đồ vàng đó đi, để mà chúng ta gọi là sửa lại cái máy farm sắt của chúng ta luôn bạn. Đồ ngu. Mình đặt nó là đồ ngu nhưng mà còn còn riêng nha, riêng cái phần mà nó có ngu hay không thì mình không biết nha đó. Nhất á, là mình đặt nó là đồ ngu nhưng mà có điều hay là nó ngu hay không thì mình không biết đó, cái đó mới là cái vấn đề. Rồi bây giờ lại phải chơi lại cái chiêu bài cũ rồi bạn. Thì bây giờ mình đã biết cách để mà gọi là làm sao để cho cái đưa vận chuyển cái con zombie các bạn,
nó đi 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 vào cái máy farm này một cách dễ dàng hơn ha. Đó là chúng ta sẽ bịt lại như thế này đó, còn mình sẽ đứng đây nè, mình đứng đây nè, đây mình đứng đây, khoan khoan chờ chút. Đây nè, đó mình đứng đây nè, mình đóng cái này lại đó, chỉ chờ nó đi vào thôi, chờ nó đi vào rồi đây nè, đó chờ đi vào, mình đóng này lại là xong rồi đó. Còn cái cách cũ là mình làm theo cái anh YouTuber mà hướng dẫn á, nói chung là lúc đó anh đó mặc giáp đeo rai ha. Rồi nói chung là anh đó dạng pro, còn mình không phải là pro cho nên ra là mình bị té mình chết hoài luôn. Ô cầm cục xương luôn kìa. Ô nó cầm cục xương thì vậy thì nó sẽ không bị despawn nữa. Mà thôi kệ, đặt tên cho nó ngu luôn đi. Đồ ngu nha. À, đồ ngu đi ra đây cái đồ ngu. Đi ra đây nè. Này, đi ra đây. Cầm cục xương kìa. Zombie ăn xương nha mọi người. Rồi mình sẽ đặt lên file box. Rồi. Bây giờ ta sẽ tạm thời ta tránh né em này một cái. Đó, ta xây cái đường đi lên cho em bạn. Mình xây cái đường đi lên cho em ấy ha. Mình đã xây cho em ấy một cái đường đi lên rồi ha. Bây giờ thì đây ta xây thêm ở đây thêm cái nữa. Đó. À, em zombie đâu rồi? Em zombie ơi. Ủa? Cái gì vậy? Trời ơi, ê, đừng. Lên đây. Trời ơi, đúng là đồ ngu thiệt mà, trời ơi. Rồi, xong phim tôi rồi. Trời ơi, mày làm gì mà bị cháy nắng vậy con này? Chỗ này. Cái nem tác của tao. Con chó, trời ơi. Cái nem tác của tôi, trời ơi trời. Rồi bạn ơi, em ấy đã chết rồi. Thì thôi giờ mình phải đợi cho tới trời tối nha. Trời tối rồi mà mình kiếm một em khác để đưa vào cái máy của chúng ta. Chứ không để nào để cái máy chúng ta như thế được. Ok, đó. Đó chứ nếu như mà chúng ta để vậy hay là chúng ta không có máy để dùng. Chúng ta không có sắt để dùng, lộn. Rồi, và mình xin nói vậy này. À đúng rồi. Đó là thứ nhất là mình xây xong cái máy farm vàng nha các bạn. Đó, mình xây xong cái máy farm vàng này. Đó. Và cái gì ta? Giờ mình cũng đã xây cho nó được một cái hệ thống lọc đồ luôn ha. Đó. Mình cũng đã xây cho nó xây cho cái máy farm vàng đó một nguyên cả một cái hệ thống lọc đồ luôn rồi. Đó. Bây giờ mình chỉ cần xây thêm cho cái máy farm đó thêm một cái chỗ để dành tiêu quỷ những cái kiếm thôi, bởi vì đơn giản là những cái kiếm mà chúng mình, những cái kiếm chúng ta không có cần đó. Chúng ta không có cần những cái gai kiếm cho nên là mình sẽ tiêu quỷ những cái kiếm đó luôn đó. Mình sẽ làm một cái chỗ đó mà tiêu quỷ những cái kiếm đó luôn ha. Đó, đây ta sẽ mua của em này một cái nem tác nữa. Đây, luôn tự nhiên mất tiêu cái nem tác, không hiểu sao cái con đó nó bị chết cháy được, hay ghê luôn. Không, thông minh, thông minh đi. Ta sẽ đặt nó là thông minh nha. Đó, để cho nó bớt ngu lại các mọi người. Đó. Rồi, một em ngay đây luôn. Thông minh nha, rồi. À, em thông minh ơi, em lại đây nào em ơi. Ô, có Enderman luôn kìa. Đó, thì bây giờ chúng ta mà muốn đi gọi là farm vàng đó các bạn. Farm vàng mà đồng thời muốn farm kinh nghiệm luôn á thì chúng ta sẽ đi tới cái máy farm vàng ha. Đó, thì cái máy farm vàng của chúng ta là ở trên nóc địa ngục á. Mà trên nóc địa ngục thì chúng ta sẽ phải dùng ngọc Ender để mà gọi là sao nhỉ? Chúng ta phải dùng ngọc Ender để mà gọi là di chuyển để mà đi lên trên đó được ha. Mà tại sao mày không lên được? Ok, có một cái vấn đề nhỏ nhỏ đây bạn, là cái con này nó không lên được. Bây giờ thì Ê! Trời ơi, tại sao mày đi ra? Tự nhiên hai con dân làng gì còn có? Tự nhiên ba con dân làng gì còn có? Mày bị ngu à! Ok, mày sẽ mở cái này cho nó đi ra, cho nó đi vô bạn. Ê! Rồi xong, con gỗ lộn nó đi ra ngoài đúng rồi. Rồi xong, chết. Trời ơi! Con chó! Ôi thiệt tình chứ, má ơi nó ngu vãi luôn á.
Thề luôn, con dân làng ngu phải luôn bạn. Mẹ ơi, luôn kia nó ngu dữ trời. Trời ơi, con dân làng đúng luôn luôn trời. Tự nhiên đi ra hả? Không hiểu sao đi ra được luôn á. Ôi, thiệt tình chứ. Bây giờ là mình phải giết cái con này gần con em này bạn. Nó không đánh cặp zombie, nó quýnh chết con zombie hết trơn à. Chết đi. Chết đi. Nhập đồ đi em. Anh giờ là anh hết nem tắt luôn rồi đó. Anh không còn emerald đâu, để mà anh cho em cái nem tắt ha. Đồ đi. Nhập đồ đi. Gọi ngay, gọi ngay. Vào vị trí, vào vị trí, vào vị trí. Đúng rồi, trời ơi. Lần đầu tiên một con này, hai con luôn à. À, con này thì nhập đồ, con này không nhập đồ à. Con này không nhập đồ thì chết đi. Trời đất ơi. Tôi tính bắn chết cái con, tôi muốn bắn chết cái con không nhặt đồ mà cuối cùng hay là cái cung nó lại bắn chết cái con nhặt đồ à. Tức là có hai con zombie, một con nhặt đồ còn một con thì không. Đó, mình muốn bắn chết cái con này bây con này không nhặt đồ, kiểu gì nó cũng bị despawn à. Đó, nhưng mà cuối cùng cây cung nó bị lật đạn. Ừ, rất hay. Hồi xuống. Thôi mình đi ngủ thôi bạn. Đi ngủ thôi. Sáng mai thì chúng ta sẽ gọi là và mình hy vọng nha, mình hy vọng là cái con zombie, cái con zombie nó vẫn còn nha. Đây. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình đi gọi là cứu cái Enderman kìa. Enderman thì mình còn phải lấy giết con mấy con Enderman bạn để mà mình lấy ngọc. Rồi đâu ra cái con dân làng nó mà chạy ra ngoài được hoài vậy? Ơ mình để ý nha, tại sao lại có con chân dân làng lại cứ chạy ra ngoài được hoài nhỉ? Rồi. Không có viên ngọc nào hết nha. Thôi mình thấy là mình nên giết chết cái con dân làng đi bạn ơi. Đây con dân làng nè. Rồi nha, không cần nó nữa, không cần nó nữa bạn. Bây giờ mình chỉ cần hai con trên đó thôi, hai con trên đó thôi, rồi sau đó mình sẽ cho nó đẻ. Mình sẽ cho nó đẻ ha, mình đẻ thế là xong rồi. Thiệt tình luôn á, không hiểu sao con đơn lạc nó chạy ra được luôn mọi người. Ok, bây giờ là còn mấy con, bây giờ là còn hai con đơn lạc đúng không? Bây giờ còn hai con đơn lạc thì mình sẽ cho tụi nó đẻ đi bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho tụi nó đẻ nha. Tèn 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 tèn. Despawn. Vâng, despawn. Hay lắm, despawn. Tôi mới đi chặt cây thôi, tôi cố gắng tôi farm cây để mà tôi đi chặt gỗ. Tôi đổi ra que, rồi tôi mua cái nem tắt cho nó. Vậy mà mới đi xa thôi, đi xa có một xíu thôi. Despawn. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời luôn. Dân làng thì chạy ra ngoài, zombie thì despawn. Thiệt tình là game ơi là game. Mày tính chọc cho tao lên, mày tính làm cho tao tăng xong chết hay gì á. Nhiều đây mà đổi được có 10 cái thôi á. Đùa nha bạn. 15. 15. Oh my god, 15. Quái nồi vậy. Rồi mày ơi. Rồi, bạn ơi. Giờ nó tối rồi đây. Cái nem tác thứ 3. Cái nem tác thứ 3 rồi đó. Rồi, lần này không đặt thông minh nữa. Ngu vừa vừa. Ngu vừa vừa giùm tao. Ngu vừa vừa giùm tao. Được chưa? Kiểu này nó không được, nó thôi tôi tắt game rồi. Đó. Thì mình dự định là mình sẽ dắt một em zombie đi lên, sau đó mình sẽ tắt game mình nghỉ ha. Chứ thật sự là cái máy phong vàng nè, xây xong cái máy phong vàng, gần như là nó bắt kiệt sức lực mình luôn rồi. Nói là bắt kiệt sức lực nghe nó hơi ghê nhưng mà kiểu như là mệt các bạn. Xây xong cái máy phong vàng mình cảm giác ra, mình cảm giác là mệt. Kiểu như là hay là cái máy phong vàng thứ nhất là nó khó các bạn. Máy phong vàng này mình chưa xây lần nào hết, lại xây rất là lâu bạn. Xây còn phải đè ship này, đè ship liên tục cho. Bây giờ chẳng là chúng ta đứng trên khó mắt mà. Đó. Rồi, ngu vừa vừa giùm tao. Ngu vừa vừa giùm tao đó, lên đây đi em. Rồi xong luôn rồi, mình chưa có gắn cái ấy nữa. Con zombie baby tao lại mày, tao lại mày luôn á, nó cổ lùm. Ôi gô lùm ơi là gô lùm, mày chết giùm tao đi gô lùm ơi, mày chết giùm tao đi. Mày biến luôn đi cho tao nha, là mày cút luôn đi. Mày cút luôn đi, Golem ơi. Bà nội mày, thằng cha mày, thằng con hố. Cút vậy, chết đi. Nè nè nè, chạy. Chạy. Ok. Rồi, cái hàng gạo này hơi ảo nha. Rồi. Rồi. Hẹn gặp lại bạn vào khi khác đi. Giờ mình mệt lắm luôn rồi đó bạn ơi. Ba cái nem tác, mất không lý do, luôn. Rồi một thằng dân làng baby đã chạy ra ngoài.
mình cũng không hiểu luôn mà. Mình nói thật nha, từ nãy giờ là mình mệt chứ lắm luôn rồi đó. Xây cái xong cái máy phòng vàng là mình đúng mệt luôn rồi. Còn giờ là còn gặp thêm cái tình huống này nữa. Ba cái nem tác rồi, đã ba cái nem tác rồi đó mọi người, ba cái nem tác rồi đó. Một cái á thì vô không được. Nè ông vô giùm tôi đi ông nội. Này à, bước ra. Xích vô, ông lọt mà ông lọt thấy bộ nội luôn đi. Xin lỗi các bạn nha, tại mình dùng từ hơi tục tiểu xíu nhưng mà thôi bạn, mình thì thử mình ức chế lắm luôn rồi. Mình đang trong cái tình trạng ức chế. Như vậy mà nó vẫn ra được thôi tôi cũng lại luôn rồi. Rồi. Rồi nha. Như thế này nha. Rồi nha. Rồi, bây giờ mình nói thật các bạn, mình không còn Emerald luôn. Có bao nhiêu mình đã cố gắng dơ dán hết tất cả những thứ mà mình có thể đổi ra Emerald để mà mình mua cái nem tác thứ mình mua cái nem tác thứ ba đó lắm rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì cái con Icon của Lem Tài Lanh mà. Cái con Icon của Lem Tài Lanh mà. Nó không biết công chuyện luôn rồi. Trời ơi, tự nhiên nó đâu nó spawn cái con Golem tự nhiên nó spawn ra nó tán con zombie vài cái, con zombie chết ngắt. Ôi mình cũng bó tay chịu thua luôn rồi. Nè nè, thằng BB nè, cái thằng BB nè. Mất trời. Chết người ta luôn đi, không cần người nữa. Ok. Lần này là lần cuối nè. Rồi, nếu mà không được nữa thôi, tôi tắt game tôi đi ngủ. Sáng mai tôi tắt game tôi nghỉ chứ từ sáng giờ tôi mệt lắm luôn rồi đó. Tôi tắt game tôi nghỉ, sáng mai tôi làm tiếp. Rồi ok, em máy đã dính rồi. Em máy đã mắc bẫy. Em máy đã mắc bẫy, ta nhanh chóng lên. Lên lên lên. Không, đi vào đi, đi vào đi đúng rồi, đi vào đi. Đi vào. Hay lắm. Yes. Yes, good. Good. Ôi mệt quá, đã bỏ, đã bỏ. Đã bỏ cái chỗ này liền bạn. Đã bỏ liền, nếu không con Golem nó spawn ra cái là bạn nó mất. Ok, ok, ok. À không, 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 chỗ này không nên đặt, chỗ này nó lock slap lại thôi. Ok, chỗ này nó lock slap lại thôi là được rồi. Rồi, chạy. Chỗ nhà ngủ. Ôi, mệt quá đúng mệt luôn á. Để luôn gì cái máy phong vàng mà phải sửa lại cái máy phong sắt mà. Bởi vì cái máy phong vàng nó spawn cái máy phong vàng á, khi mà các bạn xây chưa hoàn thành á, nó sẽ spawn ra con gác. Con gác thì nó sẽ bắn phá rất là nhiều đó. Cho nên là mình bắt buộc là mình phải chuyển sang chế độ. Với lại mình cũng chưa xây cái máy phong này lần nào bạn. Nhưng mình chưa xây cái máy phong này lần nào cho nên là mình cũng chẳng. Cho nên là mình cũng không có kinh nghiệm. Mình cũng không có kinh nghiệm để mà kiểu như là xây như thế nào để mà kiểu như là mấy con gác hạn chế spawn ra tối thiểu nhất á. Đó, thì mình không có kinh nghiệm mà. Nói chung là lần đầu mình xây luôn. Cho nên là mình cũng không biết xây như thế nào để kiểu như là cho mấy con gác nó đừng có spawn ra nhiều bạn đó. Cho nên là nó hơi khó ha. Tao đang quạo, mày đừng có chọc tao. Tịch. Rồi. Alright. Alright nha. Rồi bây giờ mình sẽ cập này ra đi. Đây nè, villager. Villager, đâu rồi, villager nè. À, mấy con villager nè. Ăn vô đi mày, ăn vô cho tao. Nhập đồ đi, đúng rồi, nhập đồ vô. Đẻ nha. Đó. Bây giờ tao chặn lại còn có nửa lốc rồi đó. Mà cái con dân làng, mà cái mà đứa con của tụi bay đó vẫn còn lọt ra được thì thôi. Tao không còn lời nào để nói với tụi bay luôn. Mấy con dân làng mất dịch. Thật sự với bạn từ nãy giờ là mình muốn chửi tục dữ lắm luôn rồi đó, nhưng mà mình gác tay mình. Đó, chứ là mình cũng không thể nào mình chửi được mà. Nhưng mà mình chửi là YouTube đánh băng là YouTube kiểu như là nó gỡ video luôn bạn. Đó. Mình chửi nhiều quá hay là YouTube nó gỡ video á. Ví dụ như mình nói giảm nó tránh đi cũng được, ví dụ như là ví dụ như mà nó tắt đi, không? Đờ mờ đó, kiểu vậy đó. Thôi. Tao bay. Sao? Có Golem chưa? Nói cho tao nghe một tiếng. Cô lòng của tao đâu? Sao rồi, tôi mới có đẻ chưa? Nè, cà rốt nè. Đó. Đây cà rốt nè. Đó, lấy đi mấy cha. Đó. Nó nội, nó ngoại. Nó mong cố mong sơ nè, lấy cho con. Đó. Để tịnh cái mạch của mấy ông ghê luôn á. Rồi, có thằng baby chưa? Có baby chưa? Ủa, xì mày. Thôi, sợ làm quá trời luôn. Thôi má ơi, ném hụt không. Giờ là cái nơi lắm đợi nữa nè. Đi ra hết coi. Ờ giờ mình còn sửa được cái kiếm của mình nữa bạn ơi. Mình còn sửa được cái kiếm của mình nữa. Chứ nó bây giờ nó bị cũng gần hư rồi. Thiệt luôn cái video này là không hay một chút nào luôn. Không hay một chút nào. Chất lượng nó quá tệ luôn. Nguyên cái ngày hôm nay. Mình nghĩ là chắc cũng nếu như mà đem cái video này vào edit chắc cũng tổng khoảng được 30 phút rồi đó bạn. Video này nè, nếu mà đem vào edit chắc cũng được tầm khoảng 30 phút rồi đó. Nhưng mà 30 phút này thật sự là bỏ ra để xem video này không đáng mà. Bây giờ đơn giản là nó khá là tệ. Nói thì thôi, chẳng có gì. Ok. Rồi, gọi nha, tao mà giờ tao đi tập canh.
tao ở đây tao canh tụi mày mà không 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 đẻ là một thằng baby là tụi mày chết, tụi mày chết tao. Tao sẽ quăng thật nhiều cà rốt vào cho tới khi nào tụi mày đẻ thôi. Rồi, ok fine bạn. À, tụi nó vẫn không chịu đẻ mà. Tụi nó không đẻ và cái máy farm mình nó không hoạt động. Ok. Thì ở trong đó nó mình đã quăng cho nó cà rốt rồi. Mình đã quăng cho tụi nó cà rốt rồi, vậy tụi nó cũng đã hiện trái tim luôn rồi bạn. Cũng nó kiểu như là hiện ra cái hình trái tim luôn rồi. Nhưng mà tụi nó vẫn không đẻ là ơi. Nó mình đợi đây cũng tầm 3-4-5 phút gì rồi. Nhưng mà tụi nó vẫn không hề đẻ một tụi nó không đẻ bất kỳ một con nhân loại nào cả. À, thì rất có thể nha, rất có thể là sáng mai là mình phải tìm cách mình sửa lại cái máy farm này thôi bạn ơi. Chứ mình chứ không thể nào mà để nó vậy được. Chứ mà để nó vậy thì mình thật sự là lúc mà cần sắt á, cần có sắt để dùng là mình không biết đường kiếm ở đâu ra luôn mà. Bây giờ nói thêm bây giờ đơn giản là ví dụ đi có một số cái món đồ như ví dụ như là hopper, hopper thì cần sắt và cần sắt này kia nọ đó, này kia các thứ đồ ba thiết bị đó đỏ này kia nọ đó thì nếu chúng ta cần sắt rồi là những cái hopper này nọ đó. Đó, để mà gọi là vận chuyển đồ như thế đó thôi. Đó. Thì mình phải sửa, nói chung là có thể là ngày mai mình phải tìm cách mình sửa cái này lại mà, chứ mình không thể nào mình để nó vậy. Đó. Thì có thể là mình sẽ gọi là chế tạo một cái đường ray, và sau đó mình kiểu như là mình đặt lốc mà, mình đặt lốc cho nó đi lên trên chỗ đó, đi lên phía trên đó cho cái con nhân làng nó gớt xuống phía dưới đó luôn. À, một con nhân làng lớn nha, đó, một con nhân làng lớn nha. Đó. Thì có thể là do con zombie đó nó do cái con zombie đó xuất hiện trước mặt với con nhân làng cho nên là mấy tụi nó sợ quá cho nó không thèm đẻ. Đó. Nó có thể là như vậy. Cho nên là có thể là thôi, sáng mai mình sẽ sửa nó lại đi bạn ơi. Chứ bây giờ là quá mệt rồi. Quá mệt rồi. Đó. Mệt này á, là không phải là mệt mỏi cho ở cơ thể, nhưng cơ thể mình thì nó vẫn còn bình thường. Đó. Nhưng mệt mỏi này mệt mỏi về tinh thần mà tinh thần bị suy sụp đó này, tinh thần nó bị sang chấn tâm lý, sang chấn tâm lý cho nên là không còn một cái hứng thú nào để mà tiếp tục sửa chữa hoặc là tiếp tục chơi con game này nữa bạn. Đó. Là hiện tại giờ cũng 10 giờ mấy rồi bạn. Đó. Mình ngồi đây cũng lâu rồi đó, mình ngồi từ sáng giờ nó cũng lâu rồi, chứ không phải là ít đâu. Nha đó thì bây giờ tính nha, mình vừa mới đăng 44 cái video đúng không? Đó. Thì như ở gần đây là mình vừa mới đăng hết 4 cái video đúng không? Thì thật ra 4 cái video đó là một cái video dài mà mình quay trong vòng mấy ngày liên tục á. Mấy ngày liên tục á. Có thể là mình sẽ nghỉ 1-2 ngày đó bạn ơi. Quá đuối. Đó. Thì như bạn thấy nè, hiện tại là lúc nãy mới cái lúc nãy mà mình mới bật lên cho bạn xem á thì nó mới chỉ có 300 mấy thôi, hơn 300 ngày thôi, 300+ ngày nó chưa có được nhiều trơn á. Thì 1000 ngày thì nó vẫn còn khá là xa đó. Mình cũng chẳng biết làm gì hết các bạn đó. Thì bây giờ mình chỉ còn cách là mình sẽ cố gắng mình làm cái kim tự tháp đó, cái kim tự tháp của mình, và mình hy vọng là cái kim tự tháp đó nó sẽ gọi là tiêu hao ngày bạn, tiêu hao ngày trong game bớt đi bạn, tiêu hao bớt đi, chứ nó thật ra là cứ như thế này hoài là không biết cái series này kéo dài tới chừng nào không mà. Đó. Hoặc cũng có thể là nó kêu mình mà thấy nó dài quá mình quỷ luôn, mà mình thấy nó dài mình quỷ luôn, mình quỷ cái series này luôn, mình không làm nữa. Đó. Để mà chúng ta nhường chỗ cho những cái khác, chứ bây giờ mà mình ở trong cái series này mà mình xây nhiều thứ quá đó thì tới cái lúc mà cái dự án cuối trên kênh của mình đó là Minecraft thế giới vô tận á, không thì cái đó thì mình cũng chơi sinh tồn thôi, nhưng mà chủ yếu là mình chơi sinh tồn để mà mình xây dựng đó, chơi sinh tồn rồi mình đi tìm mình sản xuất nguyên liệu rồi loại mình xây dựng những cái công trình lớn nhiều lên đó. Nếu như mà mình trong cái series 1000 ngày này mà mình sử dụng nhiều chất xám quá đó thì không biết là tới lúc đó, tới cái lúc mà dự án Minecraft thế giới vô tận của mình đó, mình còn có ý tưởng gì để xây không, cho nên bây giờ mình đang cố gắng hạn chế bớt cái việc đó ha. Nhưng mà theo tình hình thì mình cảm thấy không được khả quan cho lắm rồi đó. Rồi thôi, hẹn gặp lại bạn vào sáng mai nha.